sự tấn hóa và sự an vui lâu dài. Kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin được thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con xin được thọ trì tam quy và ngũ giới để vâng giữ hành theo, để vâng giữ hành theo, cho được nhiều sự lợi ích, sự tấn hóa và sự an vui lâu dài. Cho được sự lợi ích, sự tấn hóa và sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Nam mô Bổn Sư Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hướng dẫn mọi người phương pháp hành thiền. Thì trước tiên sư sẽ nói qua sơ lược về cái pháp môn thiền của Phật giáo Nam Thủy. Thì trong đạo Phật có hai cái phương pháp hành thiền, đó là thiền chỉ samatha và thiền quán vipassana, hay là còn gọi là thiền định và thiền tuệ. Thì Đức Phật có dạy là nhân giới thì sinh định, nhân định thì phát tuệ. Tức là một hành giả bước đầu vào tu tập thì cái người đó cần phải thọ trì và sống, phải giữ gìn các cái giới luật cho được trong sạch, giới luật cho được trong sạch. Sau đó để cho thứ nhất là mình thanh tịnh về giới, sau đó là mình tu tập về tâm để đạt được cái sự thanh tịnh về tâm, thế và đạt được cái sự thanh tịnh về kiến. Thì cái sự thanh tịnh về tâm nên tức là thực hành cái pháp môn thiền định. Thiền định thì có những cái pháp môn thiền định thì thuộc về an chỉ, thuộc về định cận hành. Có những cái pháp môn thiền định thuộc về an chỉ định, là có những cái pháp môn thiền định. Mỗi một cái pháp môn thiền định nó sẽ đạt được những cái mức độ, những cái mức định khác nhau, những cái mức định khác nhau. Như là nếu như một hành giả mà thực hành cái phương pháp thiền niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì những cái pháp môn đấy mình sẽ đạt được cái mức thiền là định cận hành, định cận hành. Nếu một hành giả mà thực hành cái phương pháp thiền định, lấy cái đề mục là một cái tử thi, một cái xác chết để niệm, và thì hành giả đấy sẽ đạt được cái mức định cao nhất, đó là đạt được đến sơ thiền, đạt được sơ thiền trên cái địa mục tử thi. Nếu một hành giả mà thực hành phương pháp thiền định bằng cái đề mục là thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì cái mức định cao nhất có thể đạt được đó là đạt được đến tam thiền. Một hành giả mà thực hành phương pháp thiền niệm hơi thở vào, hơi thở ra, thì hành giả đấy sẽ đạt được đến cái mức định cao nhất, đó là tứ thiền, đó là tứ thiền sắc giới và phương pháp thiền niệm hơi thở. Và ngoài ra còn có nhiều những cái đề mục thiền khác, những cái đề mục thiền như là mình có thể thực hành 10 kasina, đất nước lửa gió, đen vàng đỏ trắng, ánh sáng hư không, mình có thể chứng đáp được tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới. Nên là đến tứ thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, về đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy là những cái pháp môn về thực hành thiền định. Cái người thực hành thiền định thì cái phương pháp mà phổ thông nhất thì hành giả có thể thực hành cái phương pháp đó là thiền niệm hơi thở. Bởi vì cái hơi thở thì nó luôn luôn có sẵn, luôn luôn có sẵn ở bất cứ một người nào, mình cũng luôn có sẵn cái hơi thở. Hơi thở nó luôn ra vào ở trên mũi của mình, nó đi qua đi lại ở cái điểm xúc chạm. Thì cái người thực hành thiền hơi thở thì bất cứ ở đâu, bất cứ ở chỗ nào mình cũng có thể thực hành được. Thì nếu mà thực hành phương pháp thiền niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy rằng một vị tỳ kheo sau khi mà đi khất thực về, nghỉ ngơi cho qua cái cơn chóng mặt sau cái giờ ăn trưa, vị ấy hãy đi đến dưới gốc cây, đi đến một ngôi nhà trống,
đi đến một nơi cánh đồng hay là đi đến một khu rừng, thì vị ấy có thể ngồi kiết già, ngồi kiết già, nâng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Khi thở vào dài, vị ấy biết rõ tôi đang thở vào dài. Khi thở ra dài, vị ấy biết rõ tôi thở ra dài. Khi thở vào ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở vào ngắn. Khi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Đấy là những cái cách mà là một hành giả có thể áp dụng trong cái lúc mình thực hành phương pháp thiền niệm hơi thở. Thì cái cách ngồi thiền đó là, thứ nhất là hành giả hãy chọn một cái nơi nào, một cái môi trường hành thiền yên tĩnh nhất, thích hợp, phù hợp với cái phương pháp hành thiền nhất. Sau đó mình ngồi giữ cái thân mình cho nó được thẳng, giữ cái đầu cho nó được thẳng. Và mình có thể ngồi bằng cái tư thế kiết già, bán già, hoặc là ngồi cả hai chân mình để bằng xuống dưới cái tọa cụ. Mình ngồi làm sao mà mình cảm thấy nó thoải mái nhất, mình ngồi làm sao mà mình giữ được cái thế ngồi được lâu nhất. Đấy, ngồi một cách rất là tự nhiên để mình quan sát cái hơi thở nó đi vào, quan sát cái hơi thở nó đi ra. Thì cái người hành thiền thì cái phương pháp, cái lúc đầu tiên ấy, mình có thể thực hành áp dụng cái phương pháp là đếm hơi thở. Khi mà hơi thở nó đi vào, nó đi ra, mình đếm 1, hơi thở đi vào đi ra đếm 2, hơi thở đi vào đi ra đếm 3, rồi đếm đến 4, đến 5, đến 6, đến 7, đến 8. Tức là mình sẽ đếm hơi thở mà không được đếm dưới 5, mà cũng không được đếm quá 10. Tức là mình có thể đếm được từ 5, hoặc là đến 7, đến 8, đến 9, đến 10, xong lại quay lại đếm từ 1 đến 10. Khi nào mà mình cảm thấy cái tâm của mình nó đã thuần thục, khi nào hoặc là mình đếm khoảng 20 đến 30 phút, mình cảm thấy mình đã nhận biết hơi thở một cách đều đặn và rõ ràng rồi, thì lúc đấy mình có thể bỏ cái cách đếm hơi thở đi và mình quan sát cái hơi thở đi vào và quan sát cái hơi thở đi ra. Cái hơi thở nó đi vào, mình biết rõ ràng hơi thở đang đi vào. Hơi thở đi ra, mình biết rõ ràng hơi thở đang đi ra. Thì trong cái lúc quan sát hơi thở thì nó có những cái hơi thở ngắn và có những cái hơi thở nó dài. Thì người hành thiền cứ để cho cái hơi thở nó đi vào một cách rất là tự nhiên và hơi thở nó đi ra rất là tự nhiên. Mình không có điều khiển cái hơi thở theo một cái ý thích của mình, mà cái hơi thở nó đi vào thì nó sẽ chạm qua cái điểm xúc chạm. Tức là mình sẽ có 3 cái vị trí mình để tâm. Một là ở cái chóp mũi, hai là ở cái môi trên, và 3 nữa là nó ở cái vòng tròn bên trong cái cửa mũi của mình. Đấy là cái điểm xúc chạm. Thì cái hơi thở nó đi vào nó sẽ chạm qua cái điểm xúc chạm đấy, nó đi ra nó cũng chạm qua đấy. Thì mình chỉ để tâm ở đấy và mình quan sát cái luồng gió của cái hơi thở nó đi vào và nó đi ra đấy. Mình không có được theo cái hơi thở đi vào bên trong mình, không được theo hơi thở đi xuống dưới bụng, không được theo hơi thở đi vào bên trong phổi, mình cũng không được theo hơi thở đi ra ngoài xa. Mà mình cứ để tâm nó ở sát với lại cái điểm xúc chạm, ở sát với cái chóp mũi, ở sát với cái môi trên của mình, cái vị trí của mình để tâm là ở đây. Thì đôi khi có những cái lúc mà cái hơi thở nó đi vào rất là ngắn, nó đi ra cũng rất là ngắn. Có khi nó hơi thở nó đi vào rất là dài, nó đi ra cũng rất là dài. Thì cái sự dài và ngắn của hơi thở ở đây, nó là dài ngắn về cái thời gian. Như là một cái hơi thở mà mình hơi thở một cách nó vào rất là nhanh và nó ra rất là nhanh, thì mình có thể gọi đến là hơi thở ngắn. Khi hơi thở nó vào một cách chậm chậm, nó ra một cách rất là chậm chậm đấy, và nó xúc chạm ở cái điểm xúc chạm ấy, nó chạm vào qua cái điểm xúc chạm ấy một cách rất là chậm chậm, thì mình biết đây là hơi thở vào dài và hơi thở ra dài. Vậy thì cái sự dài ngắn là dài ngắn về thời gian. Và cái hơi thở ấy, nó dài hay nó ngắn, nó cũng theo cái đặc tính tự nhiên của nó, chứ mình không được điều khiển. Mình không được điều khiển ta sẽ làm cho hơi thở này thành hơi thở ngắn, hơi thở ra ngắn, ta sẽ làm cho hơi thở này dài, hơi thở ra dài. Mình không có được điều khiển theo cái ý của mình, mà mình cứ quan sát hơi thở một cách tự nhiên. Có những cái lúc cái hơi thở nó đi vào nhanh, nó đi ra nhanh, nó đi vào chậm, nó đi ra chậm, thì mình cứ quan sát rõ ràng, biết rõ từ đầu đến cuối của cái hơi thở đấy. Đấy là mình đang quan
quan sát về hơi thở ngắn và hơi thở dài. Thế thì nhờ cứ quan sát như vậy cho đến khi nào tâm nó được thuần thục thì mình cũng có thể đạt được nhất tâm trên cái hơi thở đấy. Còn trong trường hợp là khi mà mình thực hành một cách thuần thục với cái hơi thở vào ra, cái hơi thở ngắn dài rồi mà mình vẫn chưa đạt được nhất tâm, cái tâm của mình nó vẫn chưa được định tĩnh trên hơi thở, thì một người hành giả hành thiền lại tiếp tục tập đến cái bước tiếp theo, đó là quan sát cái toàn thân của hơi thở, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Thì cái cảm giác toàn thân này là không phải là mình rải cái tâm của mình lên thân này, mình không, trong cái lúc hành thiền là mình không có được để quan tâm gì đến cái thân này, mà cái toàn thân đây có nghĩa là toàn thân của cái hơi thở. Cái hơi thở nó có ba giai đoạn, đó là cái giai đoạn nó bắt đầu đi vào, cái giai đoạn giữa tức là cái giai đoạn nó đang đi vào, và cái giai đoạn cuối là cái giai đoạn kết thúc cái thời gian đi vào. Cái hơi thở đi ra nó cũng có ba giai đoạn, cái giai đoạn đầu bắt đầu nó đi ra, cái giai đoạn giữa là nó đang đi ra, và cái giai đoạn cuối là nó kết thúc cái thời gian đi ra. Thì mình phải tăng cường cái sự tỉnh giác, tăng cường cái sự chú tâm, mình phải có một cái tâm của mình nó rất là định tĩnh, rất là định tĩnh, nó rất là tỉnh giác, thì nó mới quan sát được hơi thở một cách toàn diện như vậy, nó quan sát được hơi thở một cách rõ ràng, chi tiết từ đầu đến cuối. Để mình phân được cái hơi thở ra thành ba cái giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Đây là ở cái giai đoạn này là mình đang quan sát toàn thân hơi thở vào và quan sát toàn thân hơi thở ra. Thì cái hơi thở nó vẫn đi vào một cách tự nhiên và nó đi ra một cách tự nhiên, và mình là cái người, cái tâm của mình chỉ có việc nhận biết nó, mình nhận biết nó một cách chi tiết hơn, thì mình biết nó ở ba cái giai đoạn như thế. Đấy là mình đang thực hành ở trên cái phương pháp là nhận biết toàn thân hơi thở vào và nhận biết toàn thân hơi thở ra. Mình cứ thực tập như vậy, thực hành một cách thường xuyên, một cách liên tục, cho đến khi nào cái tâm của mình nó thuần thục, nó cũng có thể đạt được sự nhất tâm, cũng có thể đạt được sự định tĩnh trên hơi thở. Thì trong cái lúc mà cái người thực hành thiền ấy, thì với một cái người mà thực hành cái lúc đầu ấy, thì hơi thở nó sẽ rất là thô, hơi thở nó rất là thô, nó đi vào nó rất là thô, nó đi ra nó cũng rất là thô. Nhưng mà mình thực hành một thời gian, mình mà thực hành một cách đúng đắn đấy, thì một thời gian sau thì cái thân của mình nó sẽ trở nên rất là an tịnh, cái tâm của mình nó trở nên cũng rất là an tịnh, cái tâm của mình nó, thân của mình nó ngồi nó cũng mềm mại, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng. Rồi cái tâm của mình nó cũng trở nên rất là an tịnh, nó không còn có những cái vọng tưởng thô, những cái phiền não thô nữa. Thì cái lúc đấy cái hơi thở nó cũng trở nên rất là an tịnh, cái hơi thở nó cũng trở nên một cách an tịnh theo cái tâm của mình. Cái tâm được an tịnh, cái hơi thở nó cũng an tịnh. Vậy có nghĩa là mỗi một lúc nó sẽ trở nên vi tế hơn, tức là lúc đầu thì nó rất là thô thiệt, nhưng mà sau dần nó rất là nhỏ nhẹ dần dần, nó nhỏ nhẹ dần dần. Thì mỗi một lúc nó nhỏ nhẹ như đấy là nó đang trở nên vi tế, nó đang trở nên vi tế và nó đang trở nên an tịnh dần dần. Thì chính từ những cái bước mà nó, khi mà cái hơi thở nó trở nên an tịnh rồi ấy, mà cái người rể ruôi mình mà không có cái sức tinh tấn, không có cái sức tỉnh giác, có thể mình sẽ cảm giác như là mình khó thấy hơi thở, khó nhận biết hơi thở. Thì cái người hành thiền ấy, ở cái giai đoạn này mình lại không được phép là đi tìm kiếm hơi thở nữa, mình không có được làm cho cái hơi thở nó thô lên để cho mình nhận biết cho nó rõ, đấy là không được. Mà mình cứ để cái hơi thở nó an tịnh thì mình quan sát là an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Có nghĩa lúc nó an tịnh mình cũng phải nhận biết rõ ràng, thì cái tâm của mình nó cũng phải tăng cường cái tỉnh giác lên để nó nhận biết được cái hơi thở cho rõ ràng. Như vậy là mình sẽ quan sát hơi thở vào an tịnh, hơi thở ra nó cũng an tịnh, nó vi tế như vậy. Thì cái thực hành thiền ở cái bước đầu là mình đang quan sát hơi thở, ở đây cũng giống như là mình đang tập luyện cho cái chánh niệm của mình, mình đang tập luyện cho cái chánh niệm của mình nó ghi nhận cái hơi thở một cách liên tục, ghi nhận. Thì cái lúc đầu mình có thể ghi nhận hơi thở nó không được liên tục, nó có thể bị gián đoạn. Mình có thể ghi nhận lúc đầu được 5 phút, sau đó khi mà cái tâm nó tốt hơn nó sẽ ghi nhận lên hơi thở liên tục được 10 phút,
Thế sau đó nó sẽ ghi nhận hơi thở liên tục được 15 phút, được 20 phút, được 30 phút, được 40 phút, 50 phút. Cho đến khi nào mình có thể ghi nhận được hơi thở, cái chánh niệm của mình nhận biết hơi thở một cách liên tục, không gián đoạn, được từ 1 tiếng, hoặc là hơn 1 tiếng, hoặc là đến 2 tiếng. Thì cái lúc này là cái đích của mình nó sẽ phát triển rất là mạnh. Lúc nào mà cái chánh niệm của mình nó đã rất là vững vàng, cái chánh niệm của mình nó đã trở nên rất là thuần thục, nó biết hơi thở một cách liên tục, nó không còn gián đoạn, nó không còn nhận biết các cái đối tượng khác nữa, thì lúc này mình có thể đạt được đến cái sự nhất tâm, tức là cái tâm nó sẽ hợp nhất với hơi thở, nó sẽ chìm sâu vào hơi thở. Khi mà đạt được nhất tâm trên hơi thở thì cái lúc này là bắt đầu tâm sẽ có định. Lúc này là bắt đầu là tâm có định. Khi mà cái tâm có định thì bắt đầu là mình sẽ thấy được cái hơi thở nó chuyển màu. Thì đầu tiên là nó sẽ xuất hiện một cái màu xám, xuất hiện một cái màu xám ở trước ngay trước mặt mình. Đây là cái giai đoạn này gọi là thấy được cái chuẩn bị tướng. Từ cái màu xám đấy, thì một cái người hành giả hành thiện, khi mà mình thấy cái màu xám đấy, mình cũng không có được quan tâm đến nó, tức là mình không được chuyển tâm sang mình quan sát nó, mình cứ quan sát hơi thở vào ra một cách rất là tự nhiên. Thì nhờ mình quan sát hơi thở vào ra một cách rất là tự nhiên, mình duy trì cái chánh niệm, mình nhận biết hơi thở liên tục, thì là cái từ cái màu xám ấy nó sẽ dần dần nó trắng ra như bông, tỏa trắng như bông gòn. Thì người hành giả, mình hành thiền, mình thấy cái màu trắng mình cũng không có để tâm và mình quan sát nó, mình cứ tiếp tục quan sát cái hơi thở vào ra, cứ để tâm nhận biết hơi thở. Thì từ cái màu trắng đấy là cái học tướng. Rồi khi mà cái tâm của mình định tĩnh tốt hơn nữa trên hơi thở, thì từ cái học tướng nó sẽ tỏa sáng rực rỡ ra như sao mai, tỏa sáng rực rỡ ra ở trước mặt. Thì lúc đấy nó sẽ chuyển thành tợ tướng. Thì mặc dù nó tỏa sáng ra như vậy, nhưng mà người hành thiền vẫn không được quan tâm đến nó, vẫn không được quan tâm. Mình vẫn cứ nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Mình vẫn chăm chú quan sát, tỉnh giác trên cái đối tượng của mình vẫn là hơi thở. Để hơi thở nó đi vào, hơi thở đi ra, càng lúc cái hơi thở nó càng trở nên an tịnh. Và cái tợ tướng, cái quang tướng của mình ở trước mặt ấy, nó có thể nó tùy theo cái tưởng của mỗi người, mà nó có những cái màu sắc, có những cái hình dạng, có những cái hình tướng và có những cái sự hoạt động khác nhau. Thì có người thì nói rằng là cái tướng đấy nó có thể giống như một đám mây, cũng có người nói là cái tướng ấy nó giống như là một bông hoa, cũng có người nói là nó giống như một ngôi sao, có người thì nói rằng cái tướng nó giống như mặt trời, mặt trăng, có người thì nói là cái tướng nó giống như tấm thảm. Mỗi người có một cái tưởng, cho nên là cái hình tướng của cái định tướng của mỗi người nó cũng có một cái hình ảnh khác nhau. Thì cái người hành thiền thì mình không được quan tâm đến màu sắc, nghĩa là nó muốn màu gì, mình cũng không được so sánh rằng là cái màu của cái định này nó giống với cái màu gì bên ngoài, mình không được so sánh, mình không được tác ý đến cái màu sắc của nó, mình cũng không được tác ý đến cái hình dáng của nó, mình không có so sánh rằng là cái định tướng này nó giống với một cái hình dáng gì bên ngoài. Mình không quan sát đến màu sắc, đến hình tướng của cái định tướng đấy, và mình cứ vẫn tiếp tục quan sát hơi thở vào và tiếp tục quan sát hơi thở ra. Thì cho đến khi nào mà cái nimitta, cái định tướng đấy nó sẽ hợp nhất với hơi thở, nó tiến sát vào hơi thở, nó an trú sát vào với hơi thở, lúc đấy cái tướng đấy với cái hơi thở nó hợp lại làm một. Thì lúc đấy mình sẽ để cái tâm vào cái ánh sáng đấy, để tâm vào ánh sáng, và cái lúc này mình không cần quan sát hơi thở nữa. Bước đến một cái giai đoạn tiếp theo, đó là mình chú tâm và mình quan sát cái quang tướng, là cái ánh sáng ở trước mặt, là cái nimitta đấy. Thì mình có thể là mình rồi cái người đấy lại tiếp tục phát triển cái ghi nhận, cái chánh niệm của mình trên cái đối tượng lúc này là cái nimitta tướng. Mình có thể quan sát cái tướng đấy một cách liên tục, không gián đoạn. Rồi là cũng như cái giai đoạn mình quan sát hơi thở, mình quan sát cái tướng đấy trong một thời gian dài, có thể là từ 1 tiếng đến 2 tiếng, mà cái tâm của mình nó đạt được cái sự định tĩnh, đạt được cái sự nhất tâm, mà nó không còn bị vọng tưởng nữa, thì mình có thể đạt được đến thiền an chỉ, đạt được đến an chỉ định, đạt được đến các cái tầng thiền. Nhưng mà
và cũng có những trường hợp có những cái người phát triển vào cái thiền an chỉ nó rất là khó khăn, do cái tâm nó có thể nó bị rơi vào hữu phần, và là cái tâm nó nhận biết hơi thở, nhưng mà đôi khi nó vẫn còn có nhiều những cái phóng tâm, nó có nhiều những cái phóng tâm, hoặc nó có nhiều những cái phiền não nó len lỏi vào trong cái lúc mình hành thiền. Vậy thì cái người thực hành thiền mình phải có cái sự gột rửa tâm khỏi các cái chướng ngại pháp, tức là cái tâm mà nó ngăn che cho cái những cái phiền não mà nó ngăn che cái tâm của mình ấy, nó làm cho mình khó mà hành thiền, nó làm cho mình khó đạt được cái sự định tĩnh, nó làm cho mình khó đạt được sự nhất tâm. Đó là năm cái triền cái nó luôn luôn sinh khởi, nó nên nổi ở trong tâm, như là tham dục sân hôn trầm thụy điên trạng ốm và hoài nghi. Mình phải kiểm tra xem là những cái triền cái này của mình nó có mạnh không, và mình cần phải đối trị nó, cần phải đối trị những cái triền cái, và mình phải gột rửa nó khỏi, mình phải nỗ lực để mà đoạn trừ các cái triền cái. Mỗi một khi cái tâm tham nó khởi lên, mình phải nỗ lực đoạn trừ nó. Cái tâm sân nó khởi lên thì mình cũng phải nỗ lực đoạn trừ nó. Hoặc là mình phải tác ý đến các cái tướng bất tịnh quán, tác ý đến cái từ tâm để loại bỏ cái sân tâm. Mình phải tác ý đến cái niềm tin để mình loại bỏ những cái hoài nghi đi. Hoài nghi, trạo cử hối quá. Tất cả những cái đấy nó trở thành những cái triền cái của mình. Hay là mình tác ý đến cái sự chết để cho nó có cái sự tinh tấn gấp rút, thì cái tâm nó sẽ được định tĩnh hơn. Ngoài ra nữa thì người hành thiền mình cần phải biết quân bình, tức là cái lúc cái người hành thiền ấy, nếu như mà mình tập trung vào một cái đối tượng, tập trung vào hơi thở ở cái mức độ mà mình tập trung một cách căng thẳng quá, mình tập trung một cách mạnh mẽ quá, thì cũng rất là khó mà đạt được cái định. Hoặc là mình ngồi nhưng mà mình lại dễ duôi quá, mình để cho cái tâm nó nỏng nẻo quá thì nó rất là dễ rơi vào cái hôn trầm. Nó dễ duôi quá thì nó sinh ra cái hôn trầm. Cái tâm của mình nó cũng không thể bắt được vào cái đối tượng một cách thường xuyên được. Vậy thì cái sự dụng tâm để mà mình có thể an trú tâm trên một cái đối tượng, như là an trú tâm trên cái hơi thở liên tục, thì là mình phải khéo léo hướng dẫn cái tâm của mình để nó chú vào hơi thở một cách đều đặn, một cách vừa phải. Tức là mình phải có cái sự quân bình như là quân bình năm căn, tín tấn niệm định tuệ. Thì một cái người mà có hoài nghi, mà có cái niềm tin yếu thì chắc chắn rằng là khi mà mình có ngồi ở đây nhưng mà cái tâm của mình nó không sẵn sàng, nó không toàn tâm toàn ý hướng vào cái đối tượng, và nó thực hành một cách không nhiệt tâm, một cách không có tinh cần, nó thiếu cái tỉnh giác, thiếu cái chánh niệm. Vậy thì cái người mà mình thấy có cái hoài nghi thì mình phải phát triển cái niềm tin đi. Đấy, mình phải niệm đến Đức Phật, niệm đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Nên là mình phải tưởng nhớ, mình phải học và hiểu về cái cuộc đời của Đức Phật. Mình phải hiểu rằng Đức Phật cũng tham thiền về phương pháp hành thiền niệm hơi thở. Đấy, mình nhớ là khi mà Đức Phật lên 7 tuổi mà Ngài ngồi dưới gốc cây đào, cái mặt là cái năm Đức Phật lên 7 tuổi, trong cái buổi đi theo vua cha ra dự cái lễ hạ điền, thì Đức Phật ngồi dưới gốc cây mà Ngài có thể để tâm vào hơi thở, và Ngài cũng có thể phát triển và chứng đắc được sơ thiền. Và sau này sau khi đi xuất gia, Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh và Ngài vẫn chưa tìm ra cái con đường giải thoát khổ đau. Sau đó Ngài nhớ lại cái thời thơ ấu mình đã từng thực hành phương pháp thiền niệm hơi thở, và Ngài lại thiết lập lại cái phương pháp thiền này. Thì sau khi Ngài Đức Phật thiết lập lại cái phương pháp thiền niệm hơi thở và Ngài phát triển được vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phát triển được tất cả các cái tầng thiền định, sau đó Ngài mới phát triển sang thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana, rồi Ngài mới chứng giác, mới chứng ngộ được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ mình cũng phải niệm đến cái ân Đức Phật, mình phải biết đến Đức Phật và tất cả rất là nhiều cái kinh điển mà Đức Phật cũng tán thán cái phương pháp hành thiền niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành cái phương pháp hành thiền niệm hơi thở nó có nhiều cái lợi ích, phương pháp thiền niệm hơi thở có được nhiều cái công đức.
thì mình có phát khởi được cái niềm tin, phát khởi được cái niềm tin thì mình mới tu tập một cách nhiệt tâm, một cách tinh cần tín, rồi nó mới có được cái tinh tấn. Thì trong cái lúc hành thiền mình phải dùng cái sự cố gắng, phải có cái sự cố gắng nỗ lực, cái sự cố gắng về thân, sự cố gắng về tâm. Có nghĩa là mình, cái thân của mình luôn luôn phải có cái sự kham nhẫn lại đối với lại những cái cảm thọ đau đớn, rồi là cái cảm thọ về thời tiết nóng lạnh, rất là nhiều những cái cảm thọ khó chịu ở trên thân, mình phải tinh tấn để mà nhẫn lại. Rồi là tinh tấn về tâm, mình phải ngăn chặn những cái vọng tưởng, những cái phóng tâm, và nỗ lực hướng tâm của mình vào hơi thở vào, nỗ lực hướng tâm của mình vào hơi thở ra. Và mình duy trì cái chánh niệm thì luôn luôn là mình ghi nhớ hơi thở, mình không được quên hơi thở. Đấy, mình phải liên tục quan sát hơi thở này, và mình không được buông bỏ nó. Đấy là mình đang giữ được cái chánh niệm, và mình luôn luôn cố gắng giữ cái tâm an tịnh, cái tâm nặng nẽ, cái tâm định tĩnh trên cái hơi thở vào ra. Đấy là định. Còn tuệ có nghĩa là mình thấy cái hơi thở một cách rõ ràng, không có mơ hồ, không có mình không có được để cho cái đối tượng đấy nó mờ nhạt đi, mà nó luôn luôn phải rõ ràng ở trong tâm mình. Đấy là tuệ. Thì tín tấn niệm định tuệ nó phải được quân bình, như là cái tinh tấn và cái định nó phải được quân bình. Nhưng nếu mà mình mà tinh tấn một cách thái quá, tức là mình nỗ lực quá, nỗ lực hết mình, nỗ lực mạnh quá, thì cái tinh tấn nó mạnh thì nó sẽ nấn áp bất định. Lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ trở nên chạo cực, nó trở nên dao động, và nó làm cho mình chóng mệt mỏi. Vậy thì cái tinh tấn này nó thỉnh thoảng mình có tác ý đến tinh tấn, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng phải tác ý đến cái định tĩnh. Mình khi nào mình thấy cái tâm của mình nó căng quá, nó phấn chấn, nó mạnh mẽ quá, thì mình biết rằng cái lúc này là cái tinh tấn nó đang hơi thái quá. Thì lúc đấy mình cần phải tác ý đến cái sự định tĩnh. Có nghĩa lúc đấy mình thả lỏng cái thân tâm ra một chút, mình thư giãn cái thân tâm ra một tí, mình để cho cái tâm tâm nó an tịnh, nó nặng nề lại một tí. Đấy là mình đang dùng cái định để mình quân bình lại với cái tinh tấn. Nhưng mà cũng có những cái lúc mình cảm thấy mình trở nên chán nản, mình cảm thấy nó mệt mỏi, mình chán nản và hướng tâm vào hơi thở một cách nó không được nhiệt tình. Tức là mình chú tâm vào hơi thở một cách rất là yếu ớt, cái sự nhận biết hơi thở một cách rất là mơ hồ, mờ nhạt. Thì cái lúc này mình biết rằng là do cái tinh tấn nó yếu. Nếu cái định nó mạnh quá thì cái tinh tấn nó cũng yếu. Thì cái lúc đấy mình cần phải khởi nên cái tinh tấn, tức là khởi nên cái hoan hỷ, khởi nên cái thích thú đối với hơi thở vào, hơi thở ra. Mình phải chú tâm sâu hơn vào hơi thở, mình thấy hơi thở một cách rõ ràng hơn nữa, mình tuệ chi nó một cách rõ ràng được, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ được cất nhắc đi. Thế chúng là cái người hành thiền là luôn luôn mình phải biết quân bình cái tâm của mình. Khi mà cái tâm nó yếu quá thì mình phải chú tâm mạnh mẽ cho nó, cho cái tâm của mình nó phấn chấn lên. Khi nào mình cảm thấy nó căng thẳng quá, nó mạnh mẽ phấn chấn quá, thì mình cần phải thư giãn, mình cần phải định tĩnh ra để mình giảm bớt nó đi. Thì giữ được cái tâm ở cái mức độ trung bình, giữ được cái tâm xả đi, cái tâm không mạnh quá, không yếu quá, thì cái người đấy mình sẽ đạt được định một cách rất là dễ dàng. Thì sau khi mình đã quân bình được tất cả các căn tín tấn niệm định tuệ, tu tập một cách vừa phải như vậy, thì mình có thể an trú trên hơi thở một cách dễ dàng trong một cái thời gian. Khi nào cái tâm của mình nó đặt nhất tâm trên hơi thở thì nimitta tướng sẽ xuất hiện, và mình sẽ để phát triển cái nimitta tướng đấy, cái ánh sáng, cái định tướng đấy cho nó phát triển mạnh mẽ lên. Rồi mình sẽ để tâm vào cái ánh sáng đấy, và mình duy trì cái tâm của mình nó nhận biết, nó nhận biết cái nimitta đấy liên tục 1 tiếng đến 2 tiếng mà nó không gián đoạn, thì lúc đấy mình sẽ phát triển vào đến an chỉ định. Lúc đấy mình có thể đạt được đến sơ thiền. Thì khi nào mình muốn biết được rằng ta đã đạt được sơ thiền hay chưa, thì cái hành giả đấy cần phải kiểm tra các cái thiền chi, kiểm tra các thiền chi. Cái vị đấy sẽ hướng cái tâm xuống ý môn, tức là cái vùng bên trái, là cái vùng trái tim của mình. Thì ở đấy có cái tâm hữu phần Pavanga sẽ sáng trong ở cái tâm hữu phần đấy.
Và nếu như mà một hành giả mình hướng tâm xuống, mình thấy nimitta của mình, thấy cái nimitta nó xuất hiện ở trong cái ý môn, nó xuất hiện ở trong ý môn hướng tâm. Rồi khi mình hướng cái tâm lên trên, mình sẽ thấy được cái tâm. Cái tâm nó sẽ có, nó sẽ có những cái đặc tính, đó là nó hướng tâm vào hơi thở. Rồi mình sẽ phân biệt từng cái thiền chi một. Thiền chi, nếu mà ở sơ thiền sẽ có 5 thiền chi, đó là tầm tứ hỷ nạc nhất tâm. Tầm có nghĩa là hướng và đặt tâm trên tự tướng, tức là cái tâm của mình nó hướng vào cái cảnh, cái đối tượng là cái nimitta. Tứ là duy trì và bám sát lấy tự tướng. Hỷ là hân hoan thích thú với tự tướng. Nạc là thoải mái dễ chịu với tự tướng. Và nhất tâm có là cái tâm định tĩnh, cái tâm nặng nẽ, cái tâm an trú trên cái tự tướng đây. Đó là có 5 thiền chi, thì một cái hành giả sẽ tu tập thuần thục, sẽ thực hành thuần thục đối với tầng thiền. Nên là mình có thể nhập thiền vào bất cứ một cái thời gian nào, bất cứ ở đâu. Và cái người đấy cũng có thể an trú trên cái tầng thiền đấy trong bất cứ một cái thời gian nào. Mình có thể, khi mà mình ngồi thiền, mình quyết định ta sẽ nhập định trong 1 tiếng, mình sẽ nhập định được 1 tiếng. Mình quyết định ta sẽ nhập định 2 tiếng, 3 tiếng. Đấy là tùy theo cái sự quyết định của mình, và mình sẽ thực hành cho thuần thục. Rồi mình thuần thục quan sát các cái thiền chi, phản kháng các cái thiền chi. Sau khi mà thuần thục với sơ thiền, ở sơ thiền vị ấy đã hoàn toàn ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Khi mà thực hành thuần thục với sơ thiền rồi, mình muốn hướng lên nhị thiền, thì mình chỉ việc tác ý loại bỏ 2 cái thiền chi đầu, đó là tầm và tứ. Thì với mình lúc này, cái thiền chi tầm tứ nó trở nên thô thiển. Mình muốn hướng lên một cái tầng thiền cao hơn, mình tác ý là ở sơ thiền còn có 2 thiền chi, tầm tứ là thô. Và mình loại bỏ 2 thiền chi đấy, mình hướng lên nhị thiền, thì vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ nạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Khi mà mình thực hành 5 pháp thuần thục đối với nhị thiền, mình muốn lên tam thiền, thì mình sẽ diệt trừ, mình sẽ loại bỏ cái thiền chi hỷ, đó là vị ấy ni hỷ chú xả, chính niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba, một trạng thái hỷ nạp do định sinh, một trạng thái hỷ nạp mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạp chú. Thì chứng và an trú thiền thứ ba, rồi sau đó mình tu tập thuần thục với thiền thứ ba, mình có thể hướng lên tứ thiền, đó là vị ấy xả nạp xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không nạp, xả niệm thanh tịnh. Thì với cái thiền niệm hơi thở, mình có thể đạt được cái mức định cao nhất, đó là tứ thiền. Tứ thiền, khi mà lên đến tứ thiền thì cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế và nó dừng lại hoàn toàn. Đấy là cái mức độ cao nhất của thiền hơi thở. Đến cái giai đoạn này thì mình đã hoàn tất cái pháp môn thiền niệm hơi thở. Sau đó mình có thể thực hành những cái pháp môn thiền khác. Đấy, như là mình có thể thực hành thiền niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thiền tâm từ bi hỷ xả, hay là mình có thể tu tập 10 biến xứ, tu tập các cái thiền sắc giới, vô sắc giới, hay là tu tập các cái thiền bảo hộ, như thiền niệm Phật, thiền quán bất tịnh, thiền niệm sự chết, thiền tâm từ, để mình bảo vệ những cái thiền của mình đã đạt được. Thì tất cả những cái đấy nó thuộc về pháp môn thiền định. Pháp môn thiền định mình có thể đạt được đến định cận hành, hoặc là định an chỉ, định sắc giới và định vô sắc giới. Thế thì cái tác dụng của cái thiền định đó là nó làm cho mình, cho cái tâm của mình hoàn toàn được thanh tịnh, đè nén được tất cả những cái phiền não thô. Thiền định thì đè nén được những phiền não thô, nhưng mà không có thể cắt đứt được những cái phiền não còn ngủ ngầm ở trong tâm. Vì vậy cho nên một người hành thiền, sau khi mình phát triển được thiền định rồi, là mình đã có được một cái nền tảng tốt, một cái nền tảng rất là vững chắc để mình thực hành cái phương pháp thiền quán, thực hành phương pháp thiền tuệ. Thì mình muốn đoạn trừ được phiền não, muốn chứng ngộ được niết bàn, muốn giải thoát được khổ đau sinh tử, thì vị đấy cần phải phát triển
thiền Vipassana, cần phải phát triển thiền tuệ. Thì cái lúc này hành giả có thể nhập vào thiền định, như mình nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sau đó mình xuất ra khỏi tứ thiền đấy, mình xuất ra khỏi một cái bất cứ một cái tầng thiền nào đấy, rồi mình thực hành cái phương pháp thiền quán, mình phân biệt danh sắc ở trên thân, phân biệt được cái thân này là cái thân tứ đại, thân này là cái thân ngũ uẩn, mình phân biệt được cái thân này nó có các cái nhóm sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh, sắc do vật thực sinh. Thì các cái tâm nó cũng nương vào các cái sắc này mà nó sinh khởi, các cái sắc này nó sinh khởi. Thì mình phân biệt tất cả các cái sắc đấy, nó có bốn uẩn còn lại là thọ, tưởng, hành, thức. Rồi các cái nhân mà sinh ra các cái nhân mà nó sinh ra các cái năm uẩn này, đó là cái phương pháp duyên khởi, 12 nhân duyên, như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên não tử sầu bi khổ ưu não. Để mình quan sát được các cái nhân nó sinh ra cái thân năm uẩn này, rồi lúc đấy mình thực hành thiền Vipassana, quán tất cả danh sắc này là vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Thì từ cái sự mình tu tập Vipassana, mình quán tất cả thân tâm hay là danh sắc này là vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy mình mới có cái sự kinh cảm, có cái sự kinh cảm đối với cái thân tâm này. Mình nhận thức ra được một cái điều là tất cả vạn vật đều là vô thường, thân tâm con người đều là vô thường, nó không có một cái gì là ta, không có cái gì của ta, không có cái gì là tự ngã của ta. Thì lúc đấy mình mới sinh ra một cái sự nhàm chán, một cái sự yếm đi, một cái sự ni tham, đoạn diệt và từ bỏ. Mình có thể ni tham và giải thoát, cái tâm của mình nó giải thoát ra khỏi được các cái chấp thủ, chấp thủ đối với năm uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Thì trong cái thân con người thì nó có năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn vạn vật ở bên ngoài, những cái vật chất ở bên ngoài nó chỉ có một cái uẩn, đó là sắc uẩn. Tất cả mọi cái vạn vật bên ngoài nó chỉ là tứ đại, đất nước, nửa gió hết. Thì lúc đấy mình sẽ nhận thức được rằng cái gì nó cũng là vô thường, từ cái bên trong cho đến bên ngoài, cho đến năm uẩn của quá khứ, hiện tại, vị lai, trong và ngoài, thô, tế, cao, thượng, hạ, điển. Tất cả những cái sắc uẩn, cái thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đấy, nó đều không phải là ta, đều không phải của ta, đều không phải tự ngã của ta. Đấy, thì nhờ mình cứ quan sát được cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã như vậy, cho đến khi nào mà mình thể nhập, mình thể nhập với cái sự vô thường, khổ, vô ngã đấy, thì mình có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Đấy, từ cái phương pháp tu tập thiền định, sau đó mình tu phương pháp mình tiến đến tu tập phương pháp thiền quán, thiền Vipassana, và mình có thể chứng ngộ được tứ thánh đế, chứng ngộ được bốn cái sự thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như là ở trong tứ thánh đế mình sẽ thấy được bốn cái sự thật, đó là khổ đế, khổ tập đế, khổ nó là cái thân năm uẩn này. Chỉ có cái người nào mà thấy rõ được, phân biệt được đúng cái thân này là thân năm uẩn, mình thấy được cái pháp chân đế thì mình thấy được cái thân năm uẩn. Pháp chân đế là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Mình mới thấy được cái thân này nó là vô thường. Từ cái sự vô thường nó sinh lên, nó diệt đi ngay lập tức, nó sinh lên nó diệt đi ngay lập tức. Thì từ cái sự vô thường đấy cho nên là nó khổ. Thì cái vô thường khổ đấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, cho nên nó là rỗng không, nó là giả tạm. Thì cái lúc đấy mình mới thật sự là thể nhập, và với cái thật sự mình mới hiểu được cái khổ đấy mới gọi là khổ đế. Còn tập đế có nghĩa là các cái nhân mà nó sinh ra, các cái nhân mà nó sinh ra cái thân năm uẩn này, có nghĩa là khi nào mình phân biệt được cái pháp duyên khởi, do đâu mà có cái xác thân này, theo cái nghiệp của quá khứ, từ cái vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp của cái kiếp quá khứ, nó mới có cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Rồi cái nhân hiện tại cũng là cái vô minh tham ái chấp thủ của cái kiếp hiện tại, mà nó sinh ra cái quả là năm uẩn ở trong tương lai. Nếu mà vô minh diệt, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp diệt, thì cái quá khứ diệt thì hiện tại diệt, mà cái
tham ái chấp thủ ở hiện tại diệt, thì ở tương lai, cái năm uẩn ở tương lai cũng sẽ diệt. Khi nào mình giác ngộ ra được cái sự vô thường khổ ngã, khổ không, khổ và vô ngã, thì mình sẽ diệt trừ được cái vô minh, tham ái và chấp thủ, thì mình mới cắt đứt được cái vòng luân hồi. Thì cái người nào mà thấy được cái những cái phiền não, những cái nguyên nhân sinh ra năm uẩn, thì đó là mình đã thấy được cái tận đế. Còn diệt đế là khi nào mình thấy được niết bàn, khi nào cái tâm của mình nó bắt được niết bàn, thì lúc đấy mình mới thấy được diệt đế. Diệt là đế là ở trong niết bàn, là một cái pháp vô vi, nó không còn cái sự nó không còn một cái vật chất, một cái sự sinh diệt nào nữa. Tức là ở niết bàn là chân thường, còn tất cả các cái pháp hữu vi ở bên ngoài nó là vô thường, giả tạm, sinh diệt liên tục. Ở niết bàn là chân nạc, ở niết bàn nó không còn sự vô thường, cho nên nó không còn khổ. Ở niết bàn là chân tinh, nó không còn cái sự bất tinh, không còn cái sự ô nhiễm. Còn tất cả các cái pháp thế gian ở bên ngoài thì là nó còn có cái sự bất tinh, còn có cái sự ô nhiễm. Thì khi nào mình thấy được niết bàn thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái diệt đế. Diệt đế là cái lúc đấy khi mà một cái hành giả đang phân biệt, đang thực hành quán Vipassana vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm uẩn này, và mình thấy được cái thân năm uẩn nó cứ sinh lên nó diệt đi, sinh lên nó diệt đi, mình giác ngộ ra được nó là vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy cái thân năm uẩn này nó không, nó diệt hoàn toàn, nó sinh diệt và nó diệt tận, thì cái lúc đấy là mình sẽ thấy được niết bàn, nó sinh khởi niết bàn. Cái người đầu tiên, cái lần đầu tiên mà cái người mà có thể thấy được niết bàn ấy, cái niết bàn mà thấy lần đầu tiên thì nó có một cái tâm mà thấy niết bàn đấy gọi là tâm đạo. Tâm đạo là nó hướng lên một cái, thì cái tâm đạo này nó có cái tác dụng là nó cắt đứt các cái phiền não nó còn ngủ ngầm ở trong tâm. Nhưng là cái tâm đầu tiên mà thấy niết bàn thì cái phiền não được diệt trừ, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Nghĩa là mình luôn luôn nhận biết được là cái thân này là cái thân năm uẩn, mình không còn hoài nghi về cái thân năm uẩn, không còn hoài nghi về cái giáo pháp của Đức Phật nữa. Và giới cấm thủ là mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chứ không bao giờ mình còn tin vào những cái tha lực thần quyền ở bên ngoài nữa, và không còn tin vào những cái pháp môn tu tập khổ hạnh để cầu xin cái sự ban ân của một cái đấng thiêng liêng nào hết. Đó là ở cái đạo quả đầu tiên. Thì khi mà mình cái tâm đạo nó hướng lên, nó cắt đứt các cái phiền não, thì có cái tâm quả. Cái tâm quả là nó được an trú, được hưởng cái sự an lạc của cái đạo quả đấy. Để trong cái đạo quả mình có thể an trú ở trên cái niết bàn đấy, trong một cái thời gian nào đấy mình có thể an trú trên cái đạo quả, giống như là an trú trên một cái tầng thiền, an trú ở trên một cái sự rất là an tĩnh, cái tâm của mình nó bắt niết bàn và nó mình an tĩnh ở trên đấy, mình an trú ở trên đấy một cách rất là an tĩnh, không có phiền não, không có những cái sự vui buồn. Còn nếu như mà mình tiếp tục hành thiền Vipassana, mình có thể thấy được niết bàn ở lần thứ hai, thấy được niết bàn ở lần thứ hai, thì đó là cái đạo và tâm quả nó cũng sẽ sinh khởi trong cái lúc đấy, một cái tâm đạo nó hướng lên và nó làm cho tất cả những cái phiền não tham sân si của mình bị suy yếu đi. Tức là nếu mà ở cái đạo quả thứ hai, gọi là cái đạo quả nhất na, thì nó làm cho các cái phiền não của mình đang thô trở thành rất là vi tế, cái tham sân si của người đó sẽ trở nên rất là vi tế, mình sẽ chứng được quả dự niu rồi đến quả nhất na. Thì ở quả nhất nay mình chỉ còn sinh về cái cõi dục giới này nhiều nhất là một lần. Và nếu mà mình thấy được niết bàn đến lần thứ ba, tiếp tục hành thiền Vipassana để chứng ngộ niết bàn lần thứ ba, chứng được quả bất nai, thì cái lúc này cái tâm đạo nó sẽ hướng lên, nó đoạn trừ tất cả những cái tâm tham ái, những cái tâm sân lẫn tật hối, những cái phiền não về tham dục, tham ái về cái cõi dục này, và những cái tâm sân nó sẽ được đoạn trừ khỏi tâm một cách vĩnh viễn, không bao giờ những cái phiền não đấy nó sinh trở lại nữa. Và mình cứ tiếp tục hành thiền Vipassana cho đến khi nào cái tâm đạo và tâm quả lần thứ tư thấy niết bàn,
thì nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái phiền não còn dư sót lại, đó là những cái dục ái và cái hữu ái, tức là những cái tham ái về cái cõi sắc giới, nó cũng được đoạn trừ hết tất cả những cái vô minh, tham ái chấp thủ hành nghiệp, tất cả những cái phiền não còn dư sót lại sẽ được đoạn trừ hết, được cái đạo quả thứ tư, thì người đó được gọi là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm xong, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy là gọi là diệt đế, tức là khi nào một hành giả thấy được niết bàn gọi là diệt đế. Và để mà chứng ngộ được niết bàn thì người đó cần phải có đạo lộ, có phương pháp, có con đường tu tập và có cái con đường để đi đến niết bàn. Thì con đường để đi đến niết bàn này đó gọi là đạo đế. Đạo đế có thể gọi là bát chánh đạo hoặc là 37 phẩm trợ đạo. Thì ở bát chánh đạo là cái đạo đế, nghĩa là cái người đấy có cái tám chi của bát chánh đạo, đó là có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chánh chi kiến ở đây có nghĩa là mình thấy đúng được sự thật, mình thấy đúng sự thật. Mà cái đạo đế là cái con đường để đi đến niết bàn, thì cái sự thật ở đây, cái sự thật ở đây nó phải là cái pháp chân đế. Đấy, chứ có nhiều người nói rằng là chánh kiến có nghĩa là mình hiểu biết đúng, mình hiểu biết đúng lẽ phải lẽ trái những cái điều thiện ác ở thế gian. Nhưng mà nếu cái chánh kiến mình mà hiểu như vậy thì nó chỉ là cái chánh kiến của thế gian thôi, của cái pháp tục đế, chứ không, cái pháp tục đế thì không đi đến được niết bàn, không đi đến được giải thoát. Mà Đức Phật dạy cái đạo đế, dạy cái bát chánh đạo là cái con đường để mình đi đến niết bàn. Vậy thì cái chánh kiến ở đây là cái tâm, cái trí tuệ của mình có thể thấy được cái thân năm uẩn. Mình phải phân biệt được cái thân này là thân tứ đại, có sắc thọ tưởng hành thức, có bao nhiêu loại sắc, sắc nghiệp sinh, sắc tâm sinh, sắc thời thiết sinh, sắc vật thị sinh, có bao nhiêu loại tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, các cái tâm vương, tâm sở, là mình phải phân biệt được rõ ràng thì mình mới gọi là có chánh kiến. Đấy, khi nào mình thấy được các cái tâm, tâm sở và sắc pháp niết bàn, đấy mình gọi là có chánh kiến, có chánh tư duy, có nghĩa là mình suy tư trên cái pháp đấy, cái pháp để đi đến niết bàn. Có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, đấy là mình phải có cái sự tiết chế, có cái tiết chế phần, với là mình phải giữ giới, mình phải giữ giới một cách trong sạch, để cho nếu như mình mà muốn phát triển được định, phát triển được tuệ thì mình phải có cái giới trong sạch mình phát triển được. Rồi mình tinh tấn thực hành, khi mà mình tinh tấn thực hành thiền, đấy là có cái chánh tinh tấn, mình duy trì cái chánh niệm liên tục trên cái đề mục thiền, đấy là chánh niệm. Và mình để mà có được các cái chi khác, như là có được cái chánh chi kiến, thì bắt buộc mình phải có chánh định. Có chánh định có nghĩa là cuối cùng là phải thực hành thiền định. Đức Phật vẫn hướng dẫn rằng là nếu mà muốn đi đến niết bàn thì người đấy vẫn cần phải thực hành thiền định. Cho nên cái chi cuối cùng trong bát chánh đạo đó là chánh định. Thì cái người đấy muốn chứng ngộ được niết bàn thì bắt buộc mình phải phát triển cái chánh niệm, phát triển cái chánh niệm, rồi từ cái chánh niệm đấy đi vào chánh định. Đi vào chánh định là thực hành thiền định. Thì thực hành bất cứ một cái phương pháp thiền định nào, mình có thể dùng cái sát na định để mà quan sát được cái thân tâm này, có thể hoặc là mình phát triển vào các cái tầng thiền, sau đó mình lấy cái nền tảng của các tầng thiền đấy, rồi mình xuất ra khỏi tầng thiền, rồi mình dùng cái ánh sáng rực rỡ của thiền định, mình dùng cái tâm nhu nhuyễn vững chắc bất động đấy để mình thực hành thiền quán, thiền vipassana, và mình đi đến cái sự chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Cái phương pháp, cái đạo độ, cái con đường tu tập để đi đến niết bàn, đó là con đường về thực hành giới định tuệ. Thì bây giờ là đến cái giờ chúng ta thực hành thiền, hoặc là mình ngồi hai chân bằng nhau, mình để chân một trong, một chân trong, một chân ngoài, cả hai chân nó bằng nhau, mình để sát nó xuống cái dưới bồ đoàn này. Thì ngồi cái mà không chồng chân lên nhau thì nó không bị đau,
có thể ngồi được rất lâu được. Rồi trong cái lúc ngồi mình giữ cho cái lưng nó thẳng, giữ cho cái đầu của mình nó cũng thẳng, nó thẳng một cách vừa phải, nó không có cúi xuống quá. Vậy mà cúi xuống quá ngồi thì khi mình sẽ thấy đau đầu, nó cũng không ngửa lên quá, ngửa lên quá thì nó sẽ mỏi cổ. Mình để cái lưng nó thẳng và cái đầu của mình giữ cho thẳng. Và khi ngồi thiền thì nhắm mắt hoàn toàn, nhắm mắt của mình là nhắm lại một cách rất là tự nhiên, và mình nhắm hoàn toàn, mình không có còn nhìn thấy một cái gì ở bên ngoài hết. Ngồi mình không có quan tâm đến một cái cảnh, một cái hiện tượng gì bên ngoài. Nhắm mắt lại mình để tâm ở cái vùng mà xung quanh như hơi thở ấy, xung quanh mũi này. Để tâm mình quan sát cái hơi thở nó đi vào và đi ra, nó chạm vào cái cánh mũi ở bên trong ấy. Nó, đấy là cái nơi mà cái điểm, cái hơi thở của mình nó chạm qua đấy, gọi là cái điểm xúc chạm. Đó, cái luồng gió của hơi thở nó chạm vào với cái cánh mũi của mình, nó điểm xúc chạm. Thì mình chỉ có để tâm ở đấy thôi. Để đấy là cái vị trí để tâm, cái chỗ mình để tâm. Chứ mình không được đặt để tâm ở bất cứ một cái chỗ nào ở trên cái cơ thể mình, không được để tâm ở trên thân mình. Mình để tâm ở sát với cái hơi thở đấy. Và cái mà mình quan sát nó chính là hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Cái luồng gió của hơi thở nó đi vào ở đấy, nó đi ra ở đấy. Và mình nhận biết nó. Cũng không được theo cái hơi thở đi vào trong mũi, không được theo cái hơi thở đi xuống dưới phổi của mình, không được theo hơi thở xuống dưới bụng. Mình cũng không được theo hơi thở đi ra xa, mà mình chỉ để tâm nó ở rất sát, ở rất gần với cái cửa mũi của mình, với cái nơi mà hơi thở nó tiếp xúc, nó xúc chạm vào đây. Mình để tâm ở đấy, mình quan sát hơi thở ở đấy. Thì cái hơi thở nó cứ đi vào tự nhiên, nó đi ra tự nhiên, mình không có được điều khiển nó. Để mà hỗ trợ cho cái việc hành thiền của mình được tốt nhất thì một thiền sinh ngoài cái thời gian thực hành thiền tọa ra, mình có thể thực hành thiền trong các cái oai nghi khác. Ví dụ như là khi đi thì mình đi một cách chậm chạp, đi bộ, đi thiền hành, và trong cái lúc đi mình cũng quan sát hơi thở vào ra, khi đi đứng nằm ngồi, mọi cái oai nghi cử chỉ, mọi các cái oai nghi đấy mình cũng nhận biết hơi thở vào ra. Mình giữ cái sự im lặng. Là một thiền sinh thì hạn chế tối đa cái việc nói chuyện, những cái việc tiếp xúc hay là nói chuyện điện thoại chứ. Mình hạn chế giữ cái sự yên tĩnh, im lặng độc cư là cái chữ duyên tốt nhất trong cái việc hành thiền. Mình thực hành miên mật trong tất cả mọi thời gian thì mình hành thiền ở đây, hoặc là bất kể ở một cái chỗ nào đấy, như ở nhà hoặc là ở cơ quan mình đi làm việc, thì cứ lúc nào mà có thời gian rảnh rỗi mình đều có thể nhắm mắt lại và hướng cái tâm lên hơi thực và quan sát hơi thực, thì mình cũng trong cái lúc đấy mình vẫn phát triển được cái thiền tập của mình, vẫn thực hành được thiền định của mình. Bất cứ ở cái chỗ nào mà yên tĩnh nhất, cái chỗ nào mà nó ít cái tiếng động, ít người qua lại nhất, mình có thể nhắm mắt lại và quan sát cái hơi thở vào đây để mình phát triển cái đề mục thiền của mình. Mình cũng phải quan sát cái hơi thở đi vào và quan sát hơi thở đi ra. Khi hơi thở nó đi vào và khi mà nó đi ra mình mới đếm 1, rồi nó lại đi vào, đến khi mà nó đi ra mình lại đếm 2, đi vào đi ra đếm 3, mà nó cũng vào một cách tự nhiên và nó đi ra một cách tự nhiên.
thì không có hít vào thở ra theo ý của mình nhé. Cái hơi thở nó cứ đi vào và đi ra, mình phải đếm hơi thở đi vào đi ra, đếm chỉ đếm đến 10 thôi, không có đếm nhiều hơn 10. Xong rồi đếm đến 10 rồi lại quay lại đếm đếm trở lại đếm 1 đến 10 tiếp, đếm đến 10 xong lại quay lại đếm lại từ 1 đến 10 tiếp, mình không có đếm đến 11, 12, 13, 14 mà chỉ đếm từ 1 đến 8 đến 9 đến 10 thôi. Cái việc mình đang thực tập cái phương pháp thiền định đó là mình tập trung tâm vào một điểm, tập trung tâm vào một đối tượng. Thì cái điểm để tập trung ở đây là cái điểm xúc chạm, và cái đối tượng để mình nhận biết là cái hơi thở đi vào và nhận biết cái hơi thở đi ra. Thì cái tâm của mình nó phải rất là tỉnh giác thì nó mới luôn luôn nhận biết được cái hơi thở, và nó luôn luôn duy trì cái sự nhận biết hơi thở là mình đang phát triển cái chánh niệm của mình. Nếu như cái chánh niệm này được duy trì liên tục, nó không bị gián đoạn, cũng như mình luôn luôn biết hơi thở vào và luôn luôn nhận biết hơi thở ra, thì mình sẽ đạt được nhất tâm. Thì bây giờ cái người hành thiền là mình đang tập phát triển cái chánh niệm, tức là tập ghi nhận cái hơi thở này. Cái người mới bắt đầu hành thiền thì cái sự ghi nhận được một cái thời gian ngắn, sau đó mình phát triển từ cái thời gian ngắn đấy nó dài hơn nữa, như là tập phát triển từ 5 phút, 10 phút. Rồi cái chánh niệm nó sẽ duy trì được 15, 20 phút. Rồi cái chánh niệm nó duy trì được 30, 40 phút. Cho đến khi nó duy trì được 50 phút, 1 tiếng, cho đến hơn 1 tiếng. Thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự nhất tâm. Cái tâm của mình nó sẽ hợp nhất với hơi thở, nó chìm sâu vào hơi thở. Lúc đấy mình sẽ cảm nhận còn tâm với hơi thở, mình chỉ còn nhận biết mỗi hơi thở. Thì luôn luôn mình phải tỉnh giác, mình chỉ quan sát mỗi hơi thở, không cần quan sát bất cứ một cái cảm giác, một cái hiện tượng, một cái trạng thái nào ở trong tâm, hay là những cái cảm thọ nào ở trên thân, thì mình để buông xả hết, mình chỉ quan sát hơi thở. Thì hơi thở nó đi vào một cách tự nhiên và nó đi ra một cách tự nhiên, thì cái tâm của mình quan sát với cái hơi thở đấy cũng một cách rất là tự nhiên. Mình cũng không có tập trung căng thẳng quá, mà cũng không có để cái tâm yếu quá. Nên là mình để một cái tâm ở cái mức độ vừa phải nhất để mình quan sát hơi thở. Thì cái việc thực hành thiền định là thiền đang quan sát hơi thở đấy, nó là một cái phương pháp rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì mình đừng có làm cho nó trở nên phức tạp. Nên là cái tâm của mình chỉ cần nhận biết được hơi thở vào, nhận biết được hơi thở ra, và mình duy trì cái tâm tỉnh giác, cái tâm nó đang ý thức, nó nhận biết hơi thở đấy liên tục trong suốt cái thời gian hành thiền. Như vậy là mình sẽ thành công. Như vậy rồi cái tâm của mình dần dần nó sẽ đi vào định, và mình không cần phải ép nó, không cần phải ép nó, không cần phải gò ép cái tâm, mình không cần phải nắm giữ cái tâm, mình không có cần phải chú cái tâm nó quá mạnh. Tức là cái tâm nó rất là vừa phải, nó rất là tự nhiên. Khi nào mà thấy cái tâm nó căng quá thì mình giảm bớt cái sự chú tâm đi, mà khi nào mà thấy cái tâm nó nỏng nẻo quá thì mình tăng cường cái sự chú tâm lên, rồi mình duy trì cái tâm ở cái mức độ vừa phải như vậy, và mình duy trì suốt trong cái thời gian hành thiền cho đến khi nào mình đạt được sự nhất tâm. Thì mình cũng vẫn cứ luôn luôn duy trì cái sự nhận biết hơi thở đấy, và mình không có chấp vào bất cứ một cái hiện tượng gì nó sinh khởi trong cái lúc hành thiền. Bây giờ là vào cái thời ngồi thiền. Chọn lành à. Thank you.
mình đang tập trung tâm lại. Là bình thường thì cái tâm của mình nó nghĩ nan man, nó nghĩ rất là nhiều đối tượng. Đấy, lúc thì nó bắt lấy cái cảnh này, lúc nó bắt cảnh khác, lúc nó suy nghĩ cái chuyện quá khứ, lúc thì suy nghĩ hiện tại, lúc thì suy nghĩ tương lai. Thì cái tâm con người nó giống như là con vượn, để nó cứ chuyển hết cảnh này sang cảnh khác, nó giống như là con ngựa mà nó không có dây cương. Thì bây giờ cái người thực hành thiền định là mình gom nó lại, mình cột nó lại để cho nó định tĩnh lại, cho nó an trú trên một cái đối tượng. Thì bình thường thì cái tâm của mình vì nó hay đi lang thang ra cái cảnh trần, nó bắt các cái cảnh trần làm đối tượng, như là nó bắt các cái cảnh sắc làm đối tượng. Trong cái cảnh sắc ở bên ngoài ấy, nó có những cái cảnh đẹp thì nó khởi lên cái tâm là hoan hỉ thích thú, với cái cảnh xấu thì nó khởi lên cái tâm là buồn phiền chán nản. Thế cái cảnh âm thanh nó cũng vậy, có những cái âm thanh mà mình ưa thích, mình hoan hỉ, mình tham đắm, mình chấp thủ với nó. Có những cái âm thanh nó khiến cho cái tâm của mình trở nên phiền não, buồn phiền, tức tối, bực bội. Thì cũng tương tự như vậy, với cái mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, thân mà xúc chạm và cái ý thức của mình nhận biết các cái cảnh thì nó cũng đều khởi lên cái trạng thái vui buồn, và những cái tâm thiện và tâm bất thiện nó sinh khởi như vậy. Thì chính vì những cái cảnh trần ở bên ngoài nó làm cho cái tâm ở bên trong của mình bị dao động, làm cho cái tâm của mình bị nhiễm ô. Và vì cái tâm nhiễm ô cho nên mình khởi lên nhiều cái phiền não. Khi mà mình khởi phiền não, mình có những cái hành động, thì cái hành động đấy là những cái hành động tạo nghiệp, tạo những nghiệp thiện, và những cái nghiệp bất thiện đều là do cái tâm của mình. Còn khi mà cái tâm của mình định tĩnh trên một điểm, trên một đối tượng, thì lúc đấy những cái phiền não nó không sinh khởi, nó không hướng ra cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì cái lúc đấy những cái tâm bất thiện nó không sinh khởi. Và trong cái lúc mình thực hành thiền thì nó chỉ có một cái tâm thiện nó sinh khởi. Đó là cái tâm nó đang nhận biết một cái đối tượng như là hơi thở ra vào. Thì cái lúc đấy tham sân si nó không có khởi lên, nó không đấy cái hơi thở làm đối tượng, nó không có cái tâm mà nó ưa thích tham đắm với hơi thở, nó cũng không có cái tâm mà sân giận tức tối buồn phiền bực bội với cái hơi thở. Vậy lúc đấy nó chỉ có những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm thiện nó sinh khởi. Thì người thực hành thiền là cái người mình đang làm cho cái tâm của mình là thanh tịnh đi, là như vậy. Thanh tịnh thì dần dần nó sẽ giảm bớt được những cái phiền não thô ở bên ngoài. Rồi sau này mình đạt được định thì những cái nội tâm của dục giới, như khi người vào đến sơ thiền thì những cái nội tâm ở dục giới nó dừng lại. Đó là vì đó ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ nạn do ni dục sinh với tâm với tứ. Thì cái lúc này cái tâm nó trở thành cái nội tâm của sắc giới. Nội tâm của sắc giới nó chỉ còn nhận biết một cái cảnh sắc đấy làm đối tượng. Nó có cái hoan hỷ, cái an lạc ở đấy. Rồi từ cái trạng khi mà mình xuất ra khỏi cái thiền định thì cái tâm nó vẫn còn nhu nhuyễn. Cái tâm nó vẫn còn vững chắc, bất động, trong sáng. Thì với cái tâm nhu nhuyễn đấy, mình có thể quan sát cái thân tâm này để mình giác ngộ ra được cái sự thật của thân tâm, giác ngộ ra được cái sự vô thường, khổ vô ngã trên năm uẩn bên trong bên ngoài này. Và từ đấy mình sẽ đoạn trừ được các phiền não và giải thoát khổ đau sinh tử. Ngay cả những cái lúc mà cái thân của mình ngồi nó có thể có những cái trạng thái tê chân, đau chân, nhưng lúc đấy mình nên buông bỏ, tức là mình nên phớt lờ nó đi, phớt lờ tất cả những cái cảm thọ, cái trạng thái đau đớn này. Mình đừng đưa cái tâm mình lại xuống cái chỗ đau này. Mình cần đưa tâm xuống cái thân này, bất cứ một cái vị trí nào khác. Một cái là cái tâm mình nó sẽ trượt ra khỏi cái đề mục hơi thở. Nó trượt ra khỏi đề mục hơi thở là cái chánh niệm nó bị gián đoạn. Cái chánh niệm nó bị gián đoạn rồi là cái định nó không phát triển thêm được nữa. Thì cái người hành thiền mình chỉ cần hiểu rằng là mình đang hành thiền định. Hành thiền định là tâm nó phải đạt được sự nhất tâm trên một đối tượng, nhất tâm trên một cảnh. Tức là cái tâm của mình nó chỉ được lấy một đối tượng thôi. Nó chỉ cần có hai đối tượng ở trong tâm là lúc đấy nó, cái tâm mình đã bị phân tán rồi. Vậy thì mình không có quan tâm đến những cái cảm giác ở trên thân, đó là cảm giác đau trên thân. Đôi khi có những người ngồi lại thấy những cái cảm giác rất là an lạc.
ngồi một thời gian mà nó có được một trí tuệ, nó rất là an lạc, rất là khinh an, thân tâm thì rất là nhẹ nhàng, thì cái người đấy cũng không được rải cái tâm dưới thân để mình kiểm soát cái trạng thái an lạc đấy, cái trạng thái đau hay là cái trạng thái khổ hay là để là những cái cảm thọ cùng thân, và những cái cảm thọ đấy mình nên phớt lờ nó đi, và mình cứ quan sát hơi thở, quan sát hơi thở vào ra, đau quá thì mình chậm chân, chứ mình không có rải một cái tâm đi đến một cái vị trí nào khác, không buông bỏ đề mục, không buông bỏ đối tượng của mình, thì mình mới phát triển được cái định nó đi vào sâu. Nó buồn ngủ nó có nhiều nguyên nhân đó, có thể là mình thiếu ngủ thì nó cũng buồn ngủ, mà trong cái lúc ngồi hành thiền mình mà có cái tâm của mình mà tập trung nó yếu quá, nó cũng buồn ngủ. Thế thì cái lúc buồn ngủ mình chỉ cần tập trung, mình chuyển chú tâm sâu hơn vào cái hơi thở, mình cố gắng thấy hơi thở nó rõ ràng hơn một tí, vậy là nó sẽ đỡ buồn ngủ đi. Còn trong cái lúc mà nó buồn ngủ quá, mình cũng không cần chống cự đâu, không cần chống cự nó nhiều, mình cứ để cho nó tự nhiên, biết là mình luôn luôn bám sát lấy hơi thở, bám sát lấy hơi thở, không được buông bỏ hơi thở này được. Lúc đấy có phải thở sâu hơn thở sâu hơn hay là vẫn thở bình thường? Vẫn để cho hơi thở tự nhiên, mình không có lúc nào được làm cho cái hơi thở của mình nó thô lên hết. Ngay cả những cái lúc mình rất là khó chịu, hoặc là những cái lúc mình cảm thấy cái tâm của mình nó trở nên mê mờ, lúc đấy mình cũng không được làm cho hơi thở nó thô lên để mình thấy cho nó rõ, mà lúc đấy mình chỉ cần làm cho cái tâm của mình nó tỉnh giác đi, tức là mình cố gắng thấy hơi thở nó rõ ràng hơn một tí, mình chú tâm sâu hơn vào hơi thở một tí, thì là cái tâm của mình nó sẽ căng ra, nó sẽ nhận biết hơi thở rõ hơn, và cái sự hôn trầm nó sẽ giảm đi. Còn cái hơi thở nó an tĩnh thì mình cứ để cho nó an tĩnh, dần dần là cái tâm của mình nó sẽ phát triển lên. Khi nào mà định nó mạnh rồi thì tự nhiên nó có cái hoan hỷ thích thú, nó mình ngồi đâu nó có cái an lạc, có cái tâm của mình nó hoan hỷ. Để đến cái lúc đấy, cứ ngày nào mình không ngồi thiền mình sẽ cảm thấy nó rất là thiếu vắng. Đến lúc đấy mình cái pháp hành nó là một cái nơi nương tựa, cái nương tựa để cho mình được sống trong cái pháp mà hiện tại lạc trú, mình sẽ được hưởng những cái an lạc ngay ở trong cái hiện tại này bằng cái pháp môn thiền định này. Thứ nhất thì mình phải quan sát thuần thục được ở cái nhận biết hơi thở vào và nhận biết hơi thở ra một thời gian. Khi cái tâm nó nhận biết thuần thục rồi thì cái lúc đấy mà mình mà muốn tăng cường cái sức tỉnh giác cao hơn nữa, để cho cái sức chú tâm của mình nó tốt hơn nữa, thì lúc đấy mình mới nhận biết đến cái giai đoạn là toàn thân hơi thở, toàn thân hơi thở vào và toàn thân hơi thở ra. Toàn thân là toàn thân của cái hơi thở đấy, cái hơi thở đấy nó có từ đầu đến cuối, nó có ba giai đoạn, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Khi mà nó đi vào cũng thế, nó đi ra cũng thế, thì bởi vì mình đã quan sát nó đi vào và đi ra một cách thuần thục rồi, thì bây giờ mình quan sát nó ở một cái mức độ chi tiết hơn, đó là nó bắt đầu đi vào mình biết nó đang đi vào, đến khi nó chấm dứt cái thời gian đi vào, mình bắt đầu đi ra nó đang đi ra, nó chấm dứt cái thời gian đi ra, mình cũng quan sát được hoàn diện nó như vậy. Đấy là quan sát toàn thân hơi thở. Ở cái mức độ quan sát toàn thân hơi thở thì nó đòi hỏi cái tâm của mình nó phải có cái sự tăng cường về cái tỉnh giác, cái tỉnh giác nó phải cao độ hơn, cái sự tập trung cao hơn, thì mình mới thấy được cái toàn thân của cái hơi thở. Chứ không trong kể ngay cả trong trường hợp đấy mình cũng không được kéo dài hơi thở ra, không được kéo dài, không được làm điều khiển hơi thở nó chậm chậm theo cái ý của mình để cho mình thấy được nó rõ ràng, mà nó vẫn đi vào một cách tự nhiên, nó vẫn đi ra một cách tự nhiên. Nó có thể là hơi thở ngắn, nó có thể là hơi thở dài. Thì hơi thở ngắn nó cũng có ba giai đoạn như vậy, hơi thở dài nó cũng có ba giai đoạn như vậy. Để mình cứ quan sát một thời gian nó thuần thục là mình nhận biết được. Thì cái lúc ấy tư thế bắt buộc là phải ngồi những cái chỉ có cái lúc nào mình ngồi thì cái tâm của mình nó mới định tĩnh cao, thì cái tâm chánh niệm nó mới mạnh và mình mới thấy được cái hơi thở rõ ràng hơn. Còn những cái oai nghi như là cái lúc mình đi ấy, thì chẳng qua nó chỉ là cái thư giãn thôi, cái lúc đấy mình chỉ hướng tâm vào hơi thở một cách vừa phải nhẹ nhàng thôi. Thực ra cái lúc mình đi với những cái oai nghi đi đứng hoặc là nằm ấy, thì cái định nó không có sâu, cái chánh niệm nó không có mạnh, và cái đối tượng mà mình thấy hơi thở vào hơi thở ra nó cũng không rõ ràng bằng cái uy nghi ngồi. Chỉ khi nào mình ngồi thiền thì cái lúc đấy mình mới phát triển được cái định đi vào cái mức độ sâu nhất.
cho nên là oai nghi ngồi được ưu tiên nhất. Mình cần phải thực hành cái phương pháp ngồi thiền nhiều nhất. Thì khi nào nó mệt mỏi lắm mình mới đứng lên đi lại, đi lại một thời gian vừa phải thôi, ngắn ngắn thôi, sao cho nó được thoải mái rồi sau đó lại quay lại ngồi tiếp. Thực ra thì ai ngồi thiền ấy, nó cũng bị tê chân, đau chân, nhưng mà nó mất một thời gian đầu, một thời gian nó phải mất một vài tháng đầu. Thì trong cái lúc ngồi mà thấy nó tê đau quá thì mình trở chân đi. Vì có cái cách mà ngồi mà nó đỡ bị tê chân nhất là để cho hai chân nó bằng nhau, một chân ở bên trong, một chân bên ngoài. Một chân nó bằng nhau thế này, một chân để sát nó vào bên trong và một chân này để sát chân bên ngoài. Hai chân mình để bằng cả xuống cái tọa cụ ngồi này, không cần phải chồng lên nhau thì nó sẽ không bị đau mấy, nó sẽ đỡ đau. Đấy, ngồi như vậy là được. Khi nào nó đau quá mình trở này, cái chân ở bên trong mình trở ra ngoài, cái chân ngoài mình trở vào trong này. Đấy, mình trở. Và trong lúc ngồi mình giữ cho cái thân của mình nó thả lỏng nhẹ nhàng tự nhiên này. Mình đừng có cố gắng, đừng có gồng cứng một cái chỗ nào ấy, đừng có gồng cứng. Cái thân của mình nó rất là nhẹ nhàng, thả lỏng. Cứ khi nào mà nó tê chân, đau chân quá thì lại trở chân đi, trở chân đi. Còn trong cái lúc mình ngồi đừng có quan tâm, đừng có lo lắng gì cho cái thân này, đừng có lo lắng. Mình đừng lo lắng là nó tê, nó đau, nó hại sức khỏe hay là nó ảnh hưởng cái vấn đề gì. Không cần phải, tức là mình càng giảm bớt cái sự lo lắng cho cái thân, càng giảm bớt cái tham ái về cái thân này, càng giảm bớt cái sự dính mắc về cái thân này, thì cái định của mình nó phát triển càng nhanh. Phát triển càng nhanh rồi mình cứ hướng tâm lên, mình quan sát hơi thở. Nếu như là những cái cảm thọ nó đến, nó tê chân, nó đau chân, nhức chân, nó ở cái mức độ vừa phải, mình phải kham nhẫn. Hành thiền nó cũng còn bổ túc cho mình được một cái pháp, đó là pháp kham nhẫn, mình nhẫn lại. Nhưng một thời gian sau rồi nó thuần thục lên, thì dần dần nó sẽ hết đau, hết đau đi. Thì khi nào mà cái tích càng phát triển thì cái đau nó lại càng giảm. Thì khi mà mình nhất tâm được trên một đối tượng, mình nhất tâm trên được cái hơi thở mà nó có định. Bởi vì khi mà nó có định thì nó có hỷ, có lạc, có nghĩa tâm thì được thích thú, mà cái thân này thì nó an lạc. Thì chính cái an lạc của định nó lại chế ngự cái cảm thọ đau của cái thân này. Cảm thọ đau của cái thân này nó giảm bớt đi rất là nhiều do cái an lạc của định nó đưa đến. Thì bây giờ cứ phải phát triển cái chánh niệm là ghi nhận hơi thở liên tục, để cho cái tâm nó định tĩnh trên hơi thở đấy, thì cái đau nó dần dần nó giảm bớt đến cái lúc mình còn không biết đau là gì nữa, là khi mình vào trong định, nhập được vào trong định. Bây giờ phải thực hành đúng phương pháp nhé. Thực hành một cách bài bản, một cách có hệ thống, một cách đúng, và mình phải đi từng bước một. Thứ nhất là bây giờ ấy, khi mà mình ngồi, mình để tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra. Thì khi mà cái tâm của mình nó bắt được vào hơi thở rồi, thì cái nimitta, cái ánh sáng ấy nó sẽ xuất hiện. Thì khi mà cái ánh sáng này nó xuất hiện thì lúc này trong tâm thì cái lúc này nó sẽ xuất hiện hai đối tượng, mà một là hơi thở, hai là cái ánh sáng này. Thì cái tâm của mình nó sẽ thích nhìn vào ánh sáng. Nếu như bây giờ nó mà nhìn vào ánh sáng thì trong tâm sẽ có hai đối tượng, sẽ có hai đối tượng nó sẽ phân tâm, cái định của mình nó sẽ kém đi và nó không phát triển thêm nữa. Nếu bây giờ muốn phát triển thêm thì bây giờ mình chú tâm vào hơi thở rồi cái ánh sáng nó xuất hiện thì mình cứ mặc kệ, mình cứ để cho nó tự nhiên. Dù nó có màu sắc gì cũng không quan trọng, nó có hình tướng như thế nào cũng không quan trọng, không cần quan tâm đến cái màu sắc hình tướng. Rồi có lúc thì nó sáng rực rỡ, có lúc nó mờ, những cái lúc đấy mình cũng không quan tâm đến nó, không ra cái gì nó. Mình cứ quan sát hơi thở vào ra, thì cái ánh sáng có những lúc nó ở xa, có lúc nó tiến sát lại gần mình, mình cũng mặc kệ. Có những lúc có khi nó chùm cả vào trong tâm mình cũng mặc kệ. Mình cứ quan sát hơi thở vào ra, quan sát hơi thở vào ra. Mình không hướng cái tâm sang ánh sáng, nhưng mà mình cũng không có xua đuổi cái ánh sáng đấy. Nhớ là mình phải để cho nó cứ hoạt động một cách hoàn toàn tự nhiên nhất. Thì một thời gian sau ấy, khi nào mà cái ánh sáng này nó ổn định mà nó không bị tan biến đi nữa, tức là nó duy trì liên tục. Mình có thể ngồi 30 phút, mình quan sát hơi thở thì cái ánh sáng nó cũng tồn tại liên tục 30 phút. Mình ngồi 1 tiếng thì mình quan sát hơi thở, cái ánh sáng ấy nó cũng tồn tại liên tục 1 tiếng. Thì cái lúc đấy là cái ánh sáng nó đã khá ổn định rồi. Thì mình quan sát hơi thở lâu ngày thì cái ánh sáng ấy nó sẽ tiến sát vào với hơi thở, nó hợp nhầm nhất với hơi thở. Cái hợp nhất đến cái lúc này cái ánh sáng nó sẽ rất là vững vàng, rất là ổn định và nó an trú rất là lâu. Cái lúc đấy mình mới được để cái tâm sang ánh sáng. Khi nào mình để tâm sang ánh sáng thì mình không quan tâm đến hơi thở nữa. Nhớ là cái tâm của mình nó chỉ nhận biết một đối tượng, thế là người hành thiền định là vậy.
nó chỉ nhận biết một đối tượng. Khi nó nhận biết hơi thở, chỉ nhận biết hơi thở. Khi mà nó đã quay sang nhận biết ánh sáng, chỉ nhận biết mỗi ánh sáng, không quan tâm đến hơi thở nữa. Thì lúc đấy cái nimitta đấy, cái ánh sáng đấy lại là đối tượng của tâm. Mình lại duy trì cái tâm của mình an trú trên cái ánh sáng đấy. Rồi là cái hơi thở nó vẫn phản phất ở ngay ở cái điểm xúc chạm của mình vẫn mặc kệ. Cứ quan sát ánh sáng đấy mà duy trì cái tâm định tĩnh trên cái ánh sáng đấy liên tục 1 đến 2 tiếng mà nó không bị gián đoạn, nó liên tục ổn định. Nên cái lúc đấy mình có thể kiểm tra được các thiền chi, mình có thể phân biệt năm thiền chi, mà thấy được năm thiền chi nó hiện diện rõ thì lúc đấy mình đã dứt vào được sơ thiền. Thì hành thiền mình cần phải, thứ nhất là mình cần phải hiểu nhé, cần phải hiểu là mình đang cái hành cái pháp môn thiền nào, thiền định hay là thiền tuệ, thiền cái đề mục thiền của mình là thiền gì. Ví dụ như là cái phương pháp mà sư hướng dẫn ở đây là thiền niệm hơi thở, thì mình phải lấy cái hơi thở làm cái đối tượng, lấy hơi thở làm đối tượng. Thì cái hơi thở của mình phải biết được cái vị trí, cái nơi mà cái hơi thở nó xúc chạm đến là ở đâu. Cái vị trí của mình là mình chỉ có quan sát ở trên này thôi. Và cái hơi thở nó phải hoàn toàn tự nhiên, đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên. Và cái tâm của mình nhận biết hơi thở cũng rất là tự nhiên. Thì cái việc thực hành thiền ấy, nó phải thực hành một cách thường xuyên, liên tục và thực hành một cách miên mật. Mình ngồi được càng lâu càng tốt, tức là mình ngồi ít nhất là phải là 1 tiếng, mà là 1 ngày mình ngồi được càng nhiều thời gian thì càng tốt. Có thể 1 ngày mình có thể ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 6-7 tiếng, 7-8 tiếng, 9-10 tiếng cũng được. Hành thiền không bao nhiêu ngồi bao nhiêu cũng được, mình càng ngồi lâu, càng ngồi được nhiều, càng ngồi được lâu thì mình càng rút ngắn cái thời gian tu tập này, nó có thể có được kết quả càng sớm. Thử mình cũng đừng có tập trung căng thẳng quá, và mình đặc biệt là mình không có được buông bỏ, không được buông bỏ khỏi cái đối tượng. Thì cái lúc đầu thì nó chưa thuần thục là nó có thể hướng tâm lên đối tượng và nó không bám sát được đối tượng, nó có thể trượt ra khỏi đối tượng. Nhưng mà rồi khi mà cái tâm nó bắt sang đối tượng khác một cái, mình phải buông bỏ nó ngay, mình quay trở về nhận biết hơi thở, quay trở về nhận biết hơi thở đúng ở cái chóp mũi của mình. Cứ để tâm một cái điểm nhỏ ở trên đấy thôi, mình duy trì cái sự nhận biết hơi thở đấy liên tục một thời gian, xong nó sẽ thuần thục, nó sẽ định tĩnh. Khi nào mà cái tâm của mình nó định tĩnh ổn định rồi thì cái ánh sáng nó xuất hiện đấy nó sẽ duy trì được rất là lâu, duy trì được rất là dài, mình có thể duy trì được từ đầu đến cuối trong suốt cái thời gian hành thiền của mình, nếu mình mà giữ được cái tâm ổn định. Thực ra bây giờ hành thiền mình cũng phải hiểu ấy, mình phải hiểu rằng cái đếm hơi thở đấy chẳng qua là nó gây cái sự chú ý của mình, cái sự chú ý của tâm lên hơi thở thôi. Chứ mình thực hành thiền nó không phải là thực hành cái phương pháp đếm hơi thở làm gì. Tức là bây giờ cái hơi thở nó đi vào, nó đi ra trong cái lúc mà cái tâm của mình nó có nhiều cái vọng tưởng quá đấy, thì mình dùng cái phương pháp đếm hơi thở để mình chế ngự những cái phiền não, những cái vọng tưởng thô ấy, để cho cái tâm nó có cái sự chú ý trên cái hơi thở vào, hơi thở ra. Thì mình đếm, mình chỉ cần đếm từ 1 đến 10 thôi, không cần đếm nhiều hơn, mình cũng không nên đếm ít hơn 5, cố gắng phải đếm được tới 5, 6, 7, 8 gì đấy. Mình có thể đếm từ 1 đến 8 được, xong lại quay lại đếm từ 1 đến 8, từ 1 đến 8 được, từ 1 đến 10 được, đếm từ 1 đến 10. Chỉ cần đếm trong cái lúc đầu, người nào hành thiền ấy, thì cái lúc đầu là cái tâm nó cũng thô, nó còn có rất là nhiều những cái cảnh ở bên ngoài nó tác động, cho nên là những cái vọng tưởng nó khởi lên liên tục. Cho nên là mình mới cần áp dụng phương pháp đếm, đếm là để đối trị những cái vọng tưởng thô đấy. Khi mà ngồi được khoảng 20-30 phút thì những cái vọng tưởng thô đấy nó dần dần nó sẽ giảm đi. Tức là những cái suy nghĩ, những cái hoạt động bên ngoài của mình nó giảm bớt. Nó giảm bớt đi rồi thì mình không cần phải đếm nữa. Và lúc đấy mình để tâm thẳng vào cái luồng gió của hơi thở, nó chạm vào cái điểm xúc chạm ở gần cho mũi. Cái hơi thở nó đi vào đi ra đấy, thì mình hướng tâm vào đấy, mình quan sát cái hơi thở. Hơi thở đi vào mình biết rõ ràng, hơi thở đi ra mình biết rõ ràng. Mình cần phải hiểu được rằng này, cái tâm của mình rồi nó sẽ nhất tâm, nó sẽ định tĩnh trên cái hơi thở này. Cái tâm của mình nó không định vào một cái điểm nào ở trên thân này. Nó không định vào mũi, nó không định vào cái điểm xúc chạm, nó không định vào da, vào thịt, vào đầu, vào người này. Mà nó định vào chính cái hơi thở này. Và nó định vào cái hơi thở ở ngay cái chỗ mà cái hơi thở nó đi vào đi ra qua cái điểm xúc chạm này. Thì nó sẽ hợp nhất với hơi thở ở đây. Nó tập trung vào hơi thở đấy, nó dính chặt vào hơi thở. Đó. Rồi là sau này khi mà cái tâm nó đã được hợp nhất với hơi thở rồi thì nó mới có cái nimitta, cái định tướng nó mới phát sáng lên ở đây. Thì từ đấy mình mới phát triển được cái tâm của mình đi vào định,
nhưng mà đến sâu hơn nữa. Thực ra thì mình mà càng đi theo nó thì nó càng xuất hiện nhiều những cái hình ảnh nó xuất hiện trong tâm ấy. Thứ nhất là mình đi theo nó sẽ xuất hiện nhiều. Thứ hai nữa là mình bực bội tức tối với nó thì nó lại cũng xuất hiện nhiều. Mình không có tức bực với nó, mình cứ để cho nó tự nhiên. Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu ra mình hành thiền thì mình tập trung vào một đối tượng. Thì cái tâm của mình ấy, lúc nào nó chỉ nhận biết được một đối tượng. Nó cứ nhận biết được đối tượng này thì nó phải buông bỏ đối tượng kia. Tức là khi nào ấy, mình mà hướng tâm vào hơi thở, mình tập trung vào nhận biết hơi thở, thì cái lúc đấy cái tâm nó sẽ không nhận biết được cái đối tượng khác. Khi mà cái tâm nó hướng tâm sang một cái đối tượng khác, nó nhận biết một cái hình ảnh khác, thì nó sẽ không nhận biết được hơi thở nữa. Vậy thì bây giờ mình phải cho nó một cái đối tượng, đó là cái hơi thở, để cho nó nhận biết liên tục. Và mình phải có cái tâm hoan hỷ thích thú để nhận biết hơi thở. Nó có thích thú thì nó mới an trú ở đấy lâu, nó mới không đi lang thang nữa. Mà mình muốn thích thú thì mình cần phải hiểu, mình cần phải hiểu là mình thực hành thiền để làm gì, thực hành thiền để đạt được cái gì. Mình phải biết là nhờ Đức Phật, nhờ thực hành thiền mà thành Phật. Tất cả các cái bậc đệ tử của Đức Phật, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật cũng phải nhờ có thực hành thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ thì mới giải thoát được cái khổ đau, trở thành những cái bậc thánh nhân. Thì tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh này để mà thực hành cái phương pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán thì cuối cùng cũng đạt được cái sự giải thoát giác ngộ đúng như là Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật vậy. Thì mình thực hành như vậy, mình biết là mình thực hành một cái pháp môn cao thượng, và đây là một cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng để đi đến giải thoát khổ đau. Mình hiểu được như vậy thì mình hành nó rất là hoan hỷ, nó rất là an lạc. Cái tâm của mình nó mới định tĩnh trên một cái đối tượng liên tục. Thì cái hành thiền là mình ngồi nhé. Cái thứ nhất là mình để ý đến cái cách ngồi của mình, tức là ngồi bất cứ một tư thế nào cũng được, ngồi kiết giã được, bán giã được. Mình ngồi cả hai cái chân để bằng xuống dưới mặt cái bồ đoàn của mình cũng được. Đấy là cái cách ngồi, ngồi trên ghế cũng được, ngồi tư thế nào cũng được hết, miễn là mình giữ được cái lưng cho thẳng, giữ được cái đầu cho thẳng. Và mình nhắm mắt lại, mình để cái tâm ở xung quanh cái chóp mũi này, mình nhận biết cái hơi thở đi vào và nhận biết hơi thở đi ra. Đấy. Nói về cái ý nghĩa của cái việc cúng dường đặt bát chay tăng, giống như lúc trưa mà các Phật tử cúng dường sư. Thì cái đây nó chỉ nó là một cái cách gọi là cúng dường vật thực ấy, đến chư tỳ kheo tăng. Thì tức là cái hạnh của các, tức là hạnh của người xuất gia là cái hạnh khất thực, hạnh khất thực. Thì giống như thời Đức Phật vậy, vì Đức Phật là bản thân Đức Phật thì suốt đời sống bằng cái hạnh khất thực, đó là hàng ngày Đức Phật ôm bát đi vào trong làng và xin vật thực để các Phật tử cúng dường vật thực. Thì tất cả các đệ tử của Đức Phật thời sau này cũng thế, cũng duy trì cái hạnh đó là cái hạnh khất thực. Và đến bây giờ thời Phật giáo nguyên thủy thì vẫn còn duy trì được cái hạnh khất thực, nhất là ở các cái nước Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện thì hầu như các sư là cũng hàng ngày vẫn ôm bát ra đường để đi khất thực. Thì người các Phật tử, người Phật tử tại gia, hàng cư sĩ tại gia là những cái người dâng cúng vật thực cũng dàn đến đến chư tỳ kheo tăng. Thì cái việc dâng cúng vật thực thì nó có những cái công đức, có cái công đức đấy như là mình dâng cúng vật thực rồi mình cầu nguyện, mình cầu nguyện một cái gì đó thì nó sẽ thành tựu. Như là cái việc dâng cúng vật thực đấy mà mình cầu nguyện cho con được được sức khỏe, được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui. Thì trong cái lúc mà mình dâng, mình cúng dường ấy, ngay cái lúc mình dâng và chư tỳ kheo ấy là đụng tay vào, và ngay cái lúc đấy mình phát nguyện luôn, thì cái phát nguyện đấy nó rất là có cái, nó rất là lợi lạc. Nếu như mà là một người mà mình phát nguyện rằng là nhờ cái công đức cúng dường này sẽ làm cái pháp duyên để cho con chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai, thì cái sự cúng dường đấy nó trở thành bố thí ba la mật, nó trở thành bố thí ba la mật. Tức là chỉ khi nào mà mình bố thí cúng dường một cái gì mà mình có cái phát nguyện là mình sẽ cầu mong chứng đắc cái đạo quả niết bàn, thì lúc đấy cái pháp đấy nó mới trở thành ba la mật, pháp thí ba la mật. Còn nếu như mình cầu nguyện một cái pháp thế gian, nhưng mà cầu nguyện cái công đức của cái sự cúng dường bố thí này để kiếp sau được tôi được sinh về, được sinh trở lại làm người này,
được sinh trở thành một người nam hay một người nữ, trở thành một người thông minh, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, thì cái đấy nó là cầu cái pháp thế gian. Và mình cầu xin nên sinh được về các cõi trời, trở thành các vị chư thiên, thì những cái đấy nó chỉ là một cái phước thí ở thế gian. Còn nếu mà trong cái lúc mình bố thí cũng rằng mình cầu nguyện này, cho con chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị nay, thì lúc đấy cái pháp thí nó trở thành bố thí ba la mật, vì nó tích lũy các cái ba la mật đấy. Khi nào mình đầy đủ các cái ba la mật thì lúc đấy mình sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Trong đó là phải có đủ 10 ba la mật. Một cái người mà muốn chứng đắc Niết Bàn thì mình phải tích lũy đầy đủ 10 ba la mật. Mà cái ba la mật đầu tiên chính là bố thí ba la mật. Ở trong cái vòng luân hồi nó còn rất là dài, nó còn rất là dài. Cho nên là cái mình còn sinh tử mà một người chưa chứng đắc Niết Bàn trong cái kiếp này thì mình chắc chắn sẽ còn những kiếp tương lai. Còn những kiếp tương lai đấy thì mình làm bất cứ một cái thiện nghiệp gì, nó cũng mình đang tích lũy cho cái kho tàng công đức của mình, để đời sau mình sinh ra mình đỡ vất vả trong cái việc đi tìm kiếm vật thực, đi tìm kiếm những cái nhu cầu của cuộc sống này. Đấy là cái bố thí ba la mật, để mình có được cái pháp thí ba la mật đầu tiên. Và mình phải có các cái ba la mật khác như là trì giới ba la mật. Khi mà mình giữ giới của một người cư sĩ là 5 giới hoặc 8 giới, thì nếu như mình mà có cái phát nguyện là cầu mong sự giữ giới này sẽ là cái duyên lành để chứng đắc Niết Bàn trong ngày vị lai, thì cái giữ giới đấy nó mới trở thành giữ giới ba la mật. Mình mà không có cái phát nguyện chứng đắc Niết Bàn thì cái giữ giới đấy nó cũng chỉ là một cái phước hữu động thế gian thôi, nó không tạo thành cái ba la mật để đưa mình đi đến giải thoát trong tương lai được. Thì khi mà mình kham nhẫn vậy, mình kham nhẫn, mình ngồi thiền nó đau quá, mình kham nhẫn, phải nhờ cái công đức của sự kham nhẫn này để cho con chứng mau chóng chứng đắc Niết Bàn, thì cái kham nhẫn đấy nó trở thành cái pháp ba la mật. Cái pháp ba la mật nó cũng làm một cái nhân duyên để nó hướng mình đi đến Niết Bàn. Cái tinh tấn ba la mật, bây giờ mình tinh tấn hành thiền, bình thường thì mình rể ruôi, mình không có sự tinh tấn, mình thích ham chơi ở bên ngoài, mình thích ngủ nghỉ, thì cái đấy là rể ruôi. Còn bây giờ mình nỗ lực, mình hành thiền, một ngày mình dành ra 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7, 8, 9, 10 tiếng mình hành thiền, đấy là mình có cái sự tinh tấn. Mình cứ tăng dần cái thời gian tu tập lên, đấy là mình đang tinh tấn. Thì mình có cái sự phát nguyện là nhờ cái công đức của sự tinh tấn mà là cái duyên lành để chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai, thì cái tinh tấn ấy nó trở thành tinh tấn ba la mật. Và những cái pháp như là chân thật ba la mật, mình có cái tâm chân thật, mình cũng phát nguyện chứng đắc Niết Bàn. Từ tâm ba la mật, mình có cái tâm từ bi đối với muôn loài, đối với chúng sinh, thì cái từ tâm đấy nó cũng trở thành ba la mật. Cái tâm xả ni ba la mật, cái tâm của mình buông xả, không có dính mắc vào cái cuộc đời này, thì đó là xả tâm ba la mật. Rồi là quyết định ba la mật, quyết định, dụ như là khi nào mình ngồi thiền, mình quyết định ta sẽ ngồi trong vòng 1 tiếng, chưa đúng 1 tiếng dù có đau ta cũng không có giả thiền, thì đấy là quyết định ba la mật. Mà mình tật bát cũng giảm đấy, mình có thể hồi hướng cái công đức đấy cho mình, hồi hướng cái công đức đấy cho người thân còn sống, và hồi hướng cái công đức đấy cho những thân nhân đã qua vãng, mình đều có thể hồi hướng được. Nhưng bây giờ mình đặt cái bát mà mình không có chia cái phước đấy cho ai cả, thì một mình hưởng cái phước đấy. Nhưng mà bây giờ mình hồi hướng, mình đặt bát cúng dường xong, tất cả mọi người ở xung quanh mình hoan hỷ, tùy hỷ cái công đức đấy, đấy là mình đã chia phước được cho những người ở xung quanh. Đấy, bất cứ ai mà mình phát nguyện là đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả mọi người, thì mọi người xung quanh xa thú nành thay là trong tâm hoan hỷ với cái việc thiện của mình, là cái người tùy hỷ cũng được công đức như cái người cúng dường đấy. Đấy là, hoặc là bây giờ có những cái người thân nhà mình nhưng mà không có mặt ở trong cái lúc mình đang làm cái pháp thí cúng dường này, thì mình về nhà mình có thể kể lại cho người ta nghe, mình kể lại cho người ta nghe, đó là hôm nay đến chùa làm lễ trai tăng đặt bát cúng dường có bao nhiêu công đức thì chia cho bạn. Nếu mà cái người nghe đấy xa thú hoan hỷ tùy hỷ theo ấy, thì là cái người đấy cũng được hưởng cái phần công đức đấy. Còn nếu mà trong gia đình mình có những cái người thân đã quá vãng, người thân đã mất rồi, thì trong cái lúc mình đặt bát cúng dường đấy và mình đem cái công đức này mình hồi hướng cho những thân vân, cho những thân nhân đã quá vãng, mà những cái người thân nhân đấy họ có mặt ở đây, họ mà theo mình đến chùa nhé, họ theo mình đi làm phước, họ có mặt mà mình không có nhìn thấy và họ hoan hỷ theo,
họ tùy hỷ với cái công đức của mình thì họ sẽ được hưởng cái công đức đấy. Cho nên là rất là nhiều những cái thân nhân, nhất là những cái người mà đọa làm cái kiếp ngã quỷ. Cái kiếp ngã quỷ là do nó có một chút thiếu phước cho nên mà sinh ra làm ngã quỷ, nó còn dính mắc với cái trần gian này. Nếu những cái người đấy mà được cái người thân hồi hướng những cái công đức, nhất là những cái công đức của cái sự cúng dường đấy, mà những cái ngã quỷ đấy mà người ta hoan hỷ, người ta tùy hỷ theo cái công đức ấy, người ta có thể lập tức thoát khỏi cái khổ cảnh của cái ngã quỷ đấy, mà họ được có thể được sinh về những cái cảnh giới cao hơn, cao thượng hơn. Hoặc nếu như họ mà chưa thoát được thì cái công đức đấy nó vẫn, người ta tùy hỷ người ta vẫn có được cái công đức, vẫn có được cái công đức. Nên là một cái công đức nào, một cái thiện nghiệp nào mình làm, mình được phước, mình có thể chia phước được cho những người còn hiện tại và cho những người đã quá vãng. Miễn là cái người đấy phải hoan hỷ theo cái công đức của mình thì người đó mới được phước. Giống như là bây giờ mình có một cái vật gì mình đi cho người khác, nhưng mà người ta hoan hỷ người ta nhận, hoặc là có người mà không hoan hỷ không nhận thì cái vật đấy nó sẽ trở về mình. Thì bây giờ cái công đức cũng vậy, mình tạo ra công đức, mình hưởng, mình chia cho mọi người cùng hưởng. Nếu mà cứ mọi người hoan hỷ nhận lãnh thì cái công đức ấy được chia đều. Nhưng mà cũng có chỗ nói rằng trong cái lúc mà một cái người làm cái việc công đức ấy, một cái việc thiện nào mình cúng dường thì mình nên có cái tâm hồi hướng rộng mở ấy. Mình tác ý là tôi hồi hướng cái công đức của cái pháp thí cúng dường này đến tất cả chúng sinh chẳng hạn, thì tất cả những người xung quanh mình cứ xa thú lành thanh là được hưởng công đức. Còn mình nghĩ là này, cái việc công đức này tôi chỉ hồi hướng cho một người thân thôi, thì những người xung quanh không dám tùy hỷ theo, mà cái người thân đấy là không có mặt ở đấy thì cái công đức không được chia rộng mở. Hoặc là khi mà mình hồi hướng cho thân nhân đã qua vãng mà mình chỉ hồi hướng cho một người thôi chẳng hạn, mình hồi hướng mà cái người đấy mà người ta không có mặt ở đấy, người ta sinh về một cái nơi khác rồi, có thể là người ta sinh về một cái cõi trời đất cao, người ta không có còn dính mắc gì với cõi này, hoặc người ta đã sinh lại làm người, hoặc người ta sinh làm súc sinh, hoặc người ta sinh làm vào địa ngục rồi chẳng hạn, người ta không có mặt đấy, người ta không có hưởng được cái công đức đấy, không hưởng được. Thì cái lúc mà mình hồi hướng công đức, mình phải hồi hướng với cái tâm rộng mở, đó là mình hồi hướng cho tất cả những thân vân nhân đã quá vãng. Thì những cái thân nhân của mình có thể là cái thân nhân trong kiếp này, có thể là những cái thân nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước, người ta hoan hỷ theo, người ta tùy hỷ theo, người ta cũng được hưởng cái phần công đức đấy. Rồi mình nghĩ là mình có tác ý là hồi hướng cho đến tất cả chúng sinh, thì cả những cái chúng sinh không phải thân nhân của mình mà người ta có cái tâm hoan hỷ tùy hỷ theo, người ta cũng được hưởng cái phần công đức đấy. Vậy thì cái việc làm bất cứ một cái việc thiện, một cái pháp thí cũng rằng là mình nên có một cái tâm hồi hướng rộng mở, rộng mở đến tất cả chúng sinh, để cho tất cả những ai muốn được hưởng cái phần lợi nào, người ta tùy hỷ theo, người ta sẽ được hưởng cái phần lợi ích.